Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 841, chúng độc thallium sao? Tôi cảm thấy đau đầu, tay của tôi như chết lặng, tôi. Tống Ngọc Mị tựa đầu trong lòng Hạ Thiên, giọng điệu ngày càng yếu, nàng còn chưa dứt lời thì đã hoàn toàn hôn mê. Chúng độc. Hạ Thiên đã kiểm tra ra vấn đề, Tống Ngọc Mị thật sự chúng độc, hơn nữa còn là loại độc thallium tương đối khó giải quyết. Hạ Thiên không biết Tống Ngọc Mị vì sao lại chúng độc. Hắn có thể khẳng định không phải nàng trúng độc sau khi ăn, vì những gì nàng ăn, hắn cũng ăn, ngay cả phần bò bít tết mà nàng đã ăn thì hắn cũng đã dùng một nửa, thậm chí cũng uống một ngụm trong ly rượu của nàng. Nếu độc dược được tẩm trên thức ăn, nếu có độc thì hắn sẽ bị nhiễm độc, không thể nào chỉ có mình Tống Ngọc Mị trúng độc còn hắn thì không. Nhưng Hạ Thiên cũng biết, trúng độc thallium cũng không nhất định phải thông qua ăn uống, chỉ cần tiếp xúc qua da cũng trúng độc. Nhưng vấn đề là nếu nàng trúng độc trước đó thì hắn phải phát hiện ra, vì sao trước đó hắn căn bản không phát hiện ra nàng có bất kỳ dấu hiệu gì không đúng. Nhưng dù Hạ Thiên mê hoặc nhưng vẫn biết thời điểm này chẳng phải là lúc lo lắng những vấn đề đó, chuyện quan trọng nhất lúc này chính là giải độc cho Tống Ngọc Mị. Hạ Thiên ôm Tống Ngọc Mị đến bên giường, hắn dùng tốc độ nhanh nhất để cởi sạch quần áo của nàng, bộc lộ tất cả tư thái trưởng thành mê người của nàng ra ngoài không khí. Nhưng bây giờ hắn không có thời gian thưởng thức dáng người tuyệt hảo của Tống Ngọc Mị, hắn cần phải ép chất độc thallium từ trong người nàng ra ngoài, nếu muốn thanh trừ chất độc kim loại nặng này, biện pháp tốt nhất chính là thi triển nghịch thiên đệ tứ châm để tẩy tủy. Hai cây châm nhanh chóng xuất hiện trên tay Hạ Thiên, hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó hai cây châm đâm xuống. Nửa giờ sau, hai tay hắn liên tục phung động, ngân châm đâm vào làn da non mềm của Tống Ngọc Mị. Mãi đến khi những luồng khí tức quen thuộc từ bốn phương tám hướng phóng đến thì Hạ Thiên mới dừng động tác, mà ngân châm vẫn dính trên người Tống Ngọc Mị. Những luồng khí tức hùng mạnh nhanh chóng nhập vào trong cơ thể Tống Ngọc Mị, khí tức này rửa sạch kinh mạch của nàng, khu trừ tất cả chất độc ra ngoài. Lúc này những chất độc kim loại thallium đang phá hoại thân thể của nàng cũng được bài trừ qua ra. Sau nửa giờ giằng co, sau khi Hạ Thiên xác nhận tất cả độc tố trên người Tống Ngọc Mị đã bị tống hết ra ngoài thì hắn mới thu hồi ngân châm. Hắn nhanh chóng ôm nàng vào nhà tắm, dùng tốc độ nhanh nhất để tắm rửa cho nàng. Vì nếu hắn chậm trễ thì làn da của nàng sẽ tiếp xúc với chất độc, sợ rằng sẽ nhiễm độc một lần nữa. Tôi làm sao vậy? Tống Ngọc Mị cũng đã tỉnh lại, nàng phát hiện mình trần như nhộng ở trong lòng Hạ Thiên, mà Hạ Thiên cũng đang tắm cho nàng, vì vậy mà nàng chợt kinh hãi, nàng dùng giọng lo lắng hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vợ Mị Mị. Chị trúng độc, tôi vừa giúp chị thanh trừ độc tố ra ngoài, bây giờ chị chỉ cần tắm rửa sạch sẽ, như vậy sẽ không còn trúng độc nữa. Hạ Thiên nhanh chóng nói, bàn tay nhanh chóng trượt trên da thịt của Tống Ngọc Mị, hắn dùng tốc độ nhanh nhất để lau đi những lớp bùn đất dính trên da nàng. Nói chung sau một phút đồng hồ thì Hạ Thiên mới khẽ thở ra, vợ Mị Mị cuối cùng cũng không việc gì. Hạ Thiên cẩn thận lau khô người cho Tống Ngọc Mị, sau đó hắn ôm nàng ra khỏi phòng tắm, khẽ đặt nàng lên giường. Sau đó nói, vợ Mị Mị, chị đừng vội mặc quần áo, trước tiên tôi kiểm tra y phục của chị xem có nhiễm độc không đã. Hạ Thiên xem xét kỹ lưỡng quần áo của Tống Ngọc Mị một lượt, sau đó hắn không khỏi nhíu mày. Kỳ quái, rốt cuộc vì sao mà trúng độc, quần áo không có độc, trong phòng cũng chẳng có chỗ nào nhiễm độc, nhưng vì sao vợ Mị Mị lại nhiễm độc thallium? Sao, trúng độc thallium? Tống Ngọc Mị chợt hô lên kinh hoàng. Cậu nói lần này tôi trúng độc thallium sao? Đúng vậy, nhưng, rốt cuộc vì sao chị trúng độc? Hạ Thiên rất khó hiểu. Tống Ngọc Mị hình như đang suy tư, nàng vừa mặc quần áo vừa nghĩ ngợi, đến khi nàng mặc xong thì mới đột nhiên nhớ ra. Đúng rồi, cậu không phải nói, có tên khốn gì đó ở Canada muốn đối phó với cậu sao? Có phải hắn làm không? Không có khả năng này, tôi luôn ở đây, hắn không thể nào phái người hạ độc vợ Mị Mị được. Hạ Thiên có chút khó hiểu, nhưng sau đó lại lập tức lắc đầu. Thôi, vợ Mị Mị, trước tiên không nghĩ về vấn đề này nữa, tôi muốn dạy chị chút nội công, nếu không thì cơ thể của chị sẽ có chút vấn đề. Hạ Thiên giải thích những tác dụng phụ sau khi tẩy tủy cho Tống Ngọc Mị, sau đó hắn bắt đầu truyền cho nàng nội công tâm pháp. Nhưng hắn không ngờ mình gặp phải một đệ tử ngốc nhất thiên hạ, hắn dạy cả buổi chiều mà Tống Ngọc Mị vẫn không học được. Khi đến 7 giờ tối thì Kiều Tiểu Kiều điện thoại nhắc nhở Hạ Thiên ra sân bay, Hạ Thiên nhìn Tống Ngọc Mị vẫn còn chưa học được nội công mà thật sự cảm thấy rất khó hiểu, vợ Mị Mị thông minh như vậy sao lại đần như thế. Trước tiên cậu đi ra sân bay, sau này tôi học nội công cũng không muộn,
tôi sẽ ở Giang Hải chờ cậu quay về. Tống Ngọc Mỹ nghe nói Hạ Thiên muốn đi Toronto, vì vậy nàng mở miệng nói, giọng điệu chợt dịu dàng. Được, vợ Mỹ Mỹ, chị nhớ đừng nên kích động, không nên tùy tiện đánh ngửa oi, nếu không sẽ đánh chết người. Hạ Thiên dặn dò một câu. Chị nhớ gọi vệ sĩ đến ngay, nhớ ở đây chờ tôi quay về, tôi đến xử lý tên kia xong sẽ về ngay. À, được, cậu đi đi. Tống Ngọc Mị dịu dàng nói một câu. Trước tiên cho tôi hôn một cái đã. Hạ Thiên ôm cổ Tống Ngọc Mị, sau đó hắn hôn lên đôi môi anh đào của nàng, vài phút sau hắn mới buông nàng. Vợ Mị Mị, tôi đi nhé, nhất định phải chờ tôi quay lại, nếu không tôi sẽ đánh mông chị. Gương mặt Tống Ngọc Mị đỏ bừng. Nàng gật đầu thẹn thùng nhưng không lên tiếng, Hạ Thiên cũng không nói gì nữa mà lóe người ra khỏi phòng. Tống Ngọc Mị lẳng lặng đứng ở cửa phòng, 10 phút sau nàng mới khôi phục lại vẻ bình tĩnh là lãnh đạm như xưa. Lúc này gương mặt đỏ bừng đã không còn, nàng lấy điện thoại ra gọi đi. Đi lên. Chưa đến 10 giây sau thì một người đàn ông xuất hiện trước mặt nàng, tên này cung kính cúi đầu. Đại tiểu thư, tôi muốn về thủ đô ngay lập tức. Tống Ngọc Mị thản nhiên nói. Trở lại thủ đô, người đàn ông chợt sững sờ. Đại tiểu thư, chẳng lẽ cô đã? Đừng hỏi nhiều như vậy làm gì, lập tức sắp xếp cho tôi quay về là được. Tống Ngọc Mị không vui nói. Vâng, đại tiểu thư, tôi sẽ sắp xếp ngay. Người đàn ông cung kính lên tiếng, sau đó lóe người lên rồi biến mất. Tống Ngọc Mị chậm rãi quét mắt nhìn gian phòng, sau đó nàng đi ra ngoài rồi xuống quầy tiếp tân. Tôi muốn trả phòng. Chú thích. Sao, thallium là một chất kim loại mềm, có màu trắng hơi xanh có thể tìm thấy nơi vỏ trái đất. Ở dưới dạng nguyên chất, chất này không có mùi vị. Chất này cũng có thể được tìm thấy kết hợp với các chất khác như bromine, chlorine, fluorine, và iodine. Khi kết hợp với các chất khác, chất này có màu từ không màu tới màu trắng hoặc vàng. Thallium được dùng phần lớn trong việc chế tạo các dụng cụ điện tử, các nút công tắc, và các thiết bị bao quanh, chủ yếu cho nền công nghiệp chất bán dẫn. Chương 842, nhỏ mà có võ. Chuyến bay đến sân bay Nelson thành phố Toronto đã cất cánh, Hạ Thiên ngồi trên máy bay cảm thấy rất nhàm chán. Gần 36 giờ bay, điều này có ý nghĩa là hắn phải vượt qua hơn 30 tiếng đồng hồ buồn chán, không có người nào để nói chuyện, thật sự quá gian nan. Lần này Kiều Tiểu Kiều mua vé hạng nhất cho Hạ Thiên, còn ở bên cạnh cửa sổ. Nhưng điều làm Hạ Thiên khó chịu chính là khoang hạng nhất này cũng chẳng khác gì mấy so với khoang phổ thông. Chỉ là ghế ngồi lớn hơn một chút, thoải mái hơn một chút mà thôi. Cái gì là khoang hạng nhất? Hạ Thiên thầm nói một câu. Thậm chí chẳng có lấy một em tiếp viên xinh đẹp. Hạ Thiên cảm thấy nếu có một em tiếp viên xinh đẹp để nhìn thì sẽ chẳng nhàm chán như vậy, nhưng hắn lại cảm thấy những em tiếp viên hàng không ở đây không đủ đẹp. Em trai, đừng yêu cầu cao như vậy, tiếp viên ở đây đã là rất xinh đẹp rồi, dù sao đây cũng là chuyến bay quốc tế, cậu có lẽ chưa xem qua những chuyến bay trong nước. Bộ dạng các em ở đó mới thê thảm. Một giọng nói từ bên cạnh truyền đến, tuy âm thanh không lớn nhưng nghe rất khoan khoái, đáng tiếc là âm thanh này lại phát ra từ trong miệng một người đàn ông, cũng chính là người đàn ông ngồi bên cạnh Hạ Thiên. Nếu là tình huống bình thường thì Hạ Thiên rõ ràng sẽ chẳng có hứng thú với những người đàn ông mình không biết, nhưng bây giờ hắn quá nhàm chán, có người nói chuyện phiếm đã là rất tốt rồi, ít nhiều gì cũng có thể vượt qua chút thời gian. Vì vậy Hạ Thiên quay đầu nhìn người đàn ông. Sau đó hắn thấy một người không đến mức xấu xí nhưng có gương mặt gầy như da bọc xương, lại có cặp mắt sáng, tương đối có tinh thần. Người đàn ông này cũng không lớn tuổi, có lẽ là chưa đến 40, khi thấy Hạ Thiên quay sang nhìn thì hắn cười nói. Em trai, đi Toronto du lịch hay công tác? Đi tìm người. Hạ Thiên trả lời, hắn cũng không nói đến xử lý người ta, nếu không sợ rằng sẽ làm náo loạn máy bay. Cậu có người thân bên kia à? Người đàn ông khẽ gật đầu, hắn không tiếp tục truy vấn, rõ ràng cũng là người hiểu chừng mực. Đúng rồi, tôi là Ôn Sĩ Luân, đây là danh thiếp của tôi, cậu xưng hô thế nào? Ôn Sĩ Luân vừa nói vừa lấy danh thiếp ra đưa cho Hạ Thiên, tấm danh thiếp có vẻ rất tinh xảo. Hạ Thiên cũng không từ chối, hắn thuận tay nhận lấy, cũng không nhìn mà trực tiếp nhét vào túi, đồng thời nói một câu. Tôi là Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông, Thiên trong thiên Hạ đệ nhất thiên, tôi không có danh thiếp. Hạ Thiên. Ôn Sĩ Luân chợt ngây người, sau đó hắn tán thưởng. Cậu Hạ, tên của cậu rất cá tính. Đúng vậy, tôi không phải là người thường. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Trên mặt Ôn Sĩ Luân vẫn mang theo nụ cười trào phúng.
Cậu Hạ, cậu không lớn tuổi, có lẽ chưa đến 20 thì phải. Tôi 19 tuổi. Hạ Thiên cũng tùy tiện hàn huyên với người gọi là Ôn Sĩ Luân. Cậu Hạ quả nhiên là còn rất trẻ. Ôn Sĩ Luân lại cảm khái. Thật ra khi tôi còn nhỏ đã làm được nhiều chuyện. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Khi tôi 3 tuổi đã làm được một chuyện mà trên đời này chẳng ai làm được. Khi Hạ Thiên 3 tuổi thì đã lấy thần tiên tỷ tỷ làm vợ, hắn cho rằng đây là thành công lớn nhất trong đời. Mà chuyện này ngoài hắn ra, chẳng ai làm được. Ôn Sĩ Luân lại ngẩn ngơ nhưng vẫn kiềm chế tính hiếu kỳ, không hỏi xem khi 3 tuổi Hạ Thiên đã làm được những gì. Ôn Sĩ Luân có chút chần chừ, cuối cùng di chuyển chủ đề. Cậu Hạ, cậu biết chơi bài không? Không chơi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Đại sư phụ nói đây là trò chơi chủ yếu dựa vào vận may, không thích hợp với tôi. Thật ra chơi bài phân ra rất nhiều loại, có thứ phải xem vào vận may, nhưng cũng có thứ phải tùy thuộc vào trình độ. Ôn Sĩ Luân không khỏi nói. Nếu cậu Hạ không quá may mắn cũng đừng quan tâm, cậu chỉ cần có trình độ là có thể thắng. Tôi cũng biết, nhưng đại sư phụ của tôi cũng nói tôi chẳng thích hợp để chơi bài, ông ấy nói dù trình độ có cao thế nào cũng khó thắng được người quá may mắn. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Điều này, thật ra là cậu Hạ quá lo lắng mà thôi, bình thường cũng chẳng ai may mắn đến mức như vậy, chỉ cần cậu có trình độ cao, cuối cùng người chiến thắng sẽ là cậu. Ôn Sĩ Luân ra vẻ an ủi Hạ Thiên. Hạ Thiên lại lắc đầu. Tôi không lo lắng, vì tôi rất may mắn, chơi thế nào cũng thắng. Ôn Sĩ Luân không khỏi ngây người. Cậu Hạ, ý của cậu là, cậu rất may mắn sao? Đúng vậy. Đại sư phụ của tôi tự xưng là kỹ thuật đánh bài cao siêu nhưng chơi với tôi cũng thua, vì tôi quá may mắn. Hạ Thiên thuận miệng trả lời. Mỗi lần chơi ông ấy đều thua, thua đến mức thiếu chút nữa tự sát chết giấc. Hạ Thiên nói đến đây thì thầm nói một câu. Nhưng cũng kỳ quái, vì sao khi chơi bài trên mạng mình lại chẳng được may mắn như vậy? Cậu Hạ, tôi có một bộ bài, không bằng chúng ta chơi đùa một chút. Ôn Sĩ Luân có vẻ rất hứng thú. Tôi cũng muốn xem vận may của cậu là thế nào. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Ôn Sĩ Luân rồi lắc đầu. Tôi thấy hay là khỏi đi, nếu anh thua và muốn nhảy máy bay thì cũng không tốt. Ôn Sĩ Luân chợt có chút xấu hổ, hắn cười ngượng ngùng. Cậu Hạ, cậu đừng xem thường tôi, Ôn Sĩ Luân tôi không phải là kẻ thua không chung. Nếu không thì thế này, chúng ta chơi 10 ván, nếu là tôi thắng thì sẽ không cần cậu đưa tiền, nhưng tôi thua thì mỗi lần cho cậu 100 ngàn, thế nào? Anh thật sự muốn đánh cược sao? Hạ Thiên bây giờ rất nhàm chán, hắn cũng muốn tìm chút chuyện để làm. Đây không tính là đánh cược, là chơi đùa mà thôi. Ôn Sĩ Luân vội vàng nói. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Vậy cũng được, nhưng cũng không chỉ chơi 10 ván, ít nhất phải chơi 1 giờ. Được, không có vấn đề. Ôn Sĩ Luân đồng ý. Tôi thua sẽ trả anh tiền, anh thua cũng không được quỵt nợ. Hạ Thiên bổ sung thêm một câu. Tất nhiên, Ôn Sĩ Luân tôi không tính là nhiều tiền nhưng tuyệt đối không quỵt nợ. Ôn Sĩ Luân đảm bảo sắt son, sau đó hắn hỏi một câu. Cậu Hạ, chúng ta chơi thế nào? Đơn giản thôi, mỗi người rút ra một lá bài, sau đó so sánh xem ai lớn ai nhỏ. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Không phải anh muốn xem vận may của tôi sao? Đại sư phụ nói đây là trò thử vận may tốt nhất. Được, cứ như vậy. Ôn Sĩ Luân lấy ra một bộ bài. Cậu Hạ, cậu rút trước đi. Hạ Thiên cũng không do dự, hắn rút ra một lá bài, mà Ôn Sĩ Luân cũng rút cho mình một lá. Sau đó hai người mở bài ra xem, Ôn Sĩ Luân chợt sinh ra cảm giác tan vỡ, tên kia nói mình rất may mắn cũng không sai. Chương 843, phục vụ đặc thù trên máy bay. Chỉ cần xem xét vào tình huống lúc bấy giờ thì Ôn Sĩ Luân cảm thấy vận may của Hạ Thiên thật sự là rất tốt. Hắn thấy vận may để người ta phải hâm mộ trên sòng bạc chẳng phải là bắt được bài tốt, mà dù lấy được bài xấu thì cũng có thể thắng. Bây giờ Hạ Thiên chính là như vậy, hắn rút ra ngẫu nhiên được một con ba, nếu nói theo lý thì hầu như phải thua, nhưng Ôn Sĩ Luân lại rút một con hai. Cậu Hạ, vận may của cậu thật đúng là... Ôn Sĩ Luân lắc đầu. Thế này nhé, bây giờ tôi thua cậu 100 ngàn, cậu muốn lấy chi phiếu ngay lúc này hay đợi một lát nữa? Đợi lát nữa rồi lấy luôn. Hạ Thiên thuận miệng nói. Tôi không muốn lấy một đống chi phiếu, một tấm là đủ. Ôn Sĩ Luân thầm cảm thán, tiểu tử này đúng là quá tin tưởng vào mình, hoàn toàn không nghĩ rằng mình sẽ bại.
Nhưng 3 phút sau Ôn Sĩ Luân không phải chỉ là cảm khái mà thầm đổ mồ hôi hột, chỉ sau 3 phút mà bọn họ đã chơi 10 ván, Ôn Sĩ Luân thua cả 10. Mỗi lần như vậy Hạ Thiên đều rút bài trước, mỗi lần rút ra đều có được những lá bài không lớn, nhưng Ôn Sĩ Luân rút bài sau thường nhỏ hơn Hạ Thiên một nút. Cứ như vậy mà sau vài phút thì Ôn Sĩ Luân đã thua 1 triệu, lúc này Ôn Sĩ Luân mới phát hiện ra, nếu mình chơi 1 giờ, sợ rằng mình sẽ thua hơn 10 triệu. Tiên sinh, anh muốn uống gì không? Có cà phê, có nước chan, có. Đúng lúc này một âm thanh ngọt ngào vang lên, coi như kéo Ôn Sĩ Luân ra khỏi tình huống xấu hổ. Cho tôi một ly cà phê. Ôn Sĩ Luân cảm thấy mình cần đề cao tinh thần, tuy bây giờ đã rất muộn, uống cà phê rất khó ngủ, nhưng rõ ràng hắn còn chưa có ý muốn đi ngủ. Tiên sinh, đây là cà phê của anh. Tiếp viên hàng không nhanh chóng đưa cà phê đến cho Ôn Sĩ Luân, sau đó nàng đi đến trước mặt Hạ Thiên. Tiên sinh, ngài muốn uống gì không? Tôi muốn uống trà. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu. Vậy ngài muốn uống trà xanh hay trà lài? Tiếp viên hàng không lại hỏi. Có trà đại hồng bào không? Hạ Thiên suy nghĩ rồi hỏi một câu như vậy. Hắn nhớ rõ khi ở thủ đô đã từng được Bạch Tiểu Lỗi pha trà đại hồng trà đỉnh cấp. Uống có cảm giác không tệ, bây giờ nhàm chán và cũng muốn thử. Ôn Sĩ Luân nghe vậy mà không khỏi vã mồ hôi. Tiểu tử này muốn uống đại hồng bào trên máy bay. Dù đây là khoang hạng nhất cũng không nên yêu cầu cao như vậy. Phải biết rằng nước trà trên máy bay chẳng phải là thứ gì tốt, có Long Tỉnh thì đã coi là không tệ, còn muốn uống đại hồng bào sao? Vẻ mặt tiếp viên hàng không cũng xám đen, người này muốn uống một ly trà cũng phải tương đương với tư cách khoang hạng nhất sao? Uống trà cũng không giống người, lại gọi cả đại hồng bào. Thật xin lỗi, tiên sinh, trên máy bay không có đại hồng bào, chỉ có Long Tỉnh và Bích Loa Xuân, còn có Thiết Quan Âm. Tuy trong lòng tiếp viên hàng không thầm oán Hạ Thiên vài câu nhưng ngoài miệng vẫn rất khách khí, người này đã ngồi ở khoang hạng nhất thì phải có tiền, sợ rằng trong nhà người ta thường xuyên ống đại hồng bào ấy chứ. Không có thì thôi, tôi không uống. Hạ Thiên bây giờ không nghĩ muốn uống thứ gì đó, vì vậy hắn mới gọi đại hồng bào, vì hắn thấy loại trà này có vẻ dễ uống. Tiếp viên hàng không khẽ thở ra một hơi, nhưng đúng lúc này đã có một âm thanh vang lên. Tôi có đại hồng bào. Nói lời này cũng là một tiếp viên hàng không, nhưng đây là một tiếp viên có một mái tóc vàng, mặc một bộ trang phục tiếp viên cực kỳ nóng bỏng, xinh đẹp và gợi cảm cực hạn. Khi Ôn Sĩ Luân thấy được cô tiếp viên hàng không này thì chợt sững sờ, những gì hắn nói trước đó xem như đã đổ vỡ, thì ra bây giờ chất lượng tiếp viên hàng không cũng không giống như lời đồn đoán, cái gì mà tiếp viên hàng không xinh đẹp đều bị phú hào bắt đi hết rồi. Cô tiếp viên hàng không chợt ngây người. Nàng quay đầu nhìn cô tiếp viên tóc vàng rồi không nhịn được phải nói. Hàn Mộc, sao bạn? Cô tiếp viên hàng không này chẳng qua chỉ muốn nhắc nhở bạn mình, không cần nói lung tung, trên máy bay sao có đại hồng bào. Nhưng cô tiếp viên hàng không còn chưa nói dứt lời thì cô tiếp viên gợi cảm đã đến trước mặt Hạ Thiên, nàng đưa cho Hạ Thiên một chiếc ly giữ ấm rồi dùng giọng cực kỳ dịu dàng nói. Uống cái này đi, tôi cố ý chuẩn bị cho cậu. Hạ Thiên nhìn cô tiếp viên hàng không xinh đẹp mà cực kỳ vui sướng, hắn cũng không nhận lấy chiếc ly giữ ấm mà vươn tay ôm nàng vào lòng, hắn dùng giọng vui vẻ nói. Vợ, sao chị lại ở đây? Cố ý đi theo tôi sao? Ừ, tôi nghe nói cậu ngồi chuyến bay này, vì vậy cố ý đến tìm cậu. Cô tiếp viên hàng không lên tiếng, sau đó nàng hôn một cái lên mặt Hạ Thiên, đồng thời nàng cũng nhanh chóng nói. Chồng, nhớ kỹ tôi tên là Hàn Mộc nhé. Khi nghe được đoạn đối thoại của Hạ Thiên và Mộc Hàm thì cô tiếp viên hàng không kia chợt ngây người, Hàn Mộc này là vợ người ta sao? Đồng thời còn cố ý mang đại hồng bào đến cho hắn. Thì ra người ta thường xuyên uống đại hồng bào ở nhà, xem ra vừa rồi cũng chẳng phải làm khó nàng. Ôn Sĩ Luân lại thầm cảm thán, xem ra câu nói vừa rồi là không sai, tiếp viên hàng không xinh đẹp phần lớn đã lên thớt. Đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy một tiếp viên hàng không xinh đẹp, nhưng không ngờ hoa đã có chủ. Chồng, tôi còn có chút chuyện, chút nữa sẽ lại đến với cậu. Hàn Mộc rời khỏi lòng Hạ Thiên, nàng để lại ấm trà cho hắn, sau đó cùng đi với cô tiếp viên hàng không khác. Lúc này đám hành khách trong các khoang khác cũng thầm mắng chửi, đám có tiền quả nhiên có đãi ngộ khác hẳn, khoang hạng nhất có tiếp viên hàng không xinh đẹp phục vụ đặc biệt. Đám khách ngồi ở khoang hạng nhất cũng bất mãn, sao lại đối đãi như vậy? Tiếp viên hàng không xinh đẹp chỉ đến với tiểu tử kia, sao không đến với bọn họ? Cậu Hạ, bạn gái của cậu không những xinh đẹp mà còn rất tốt, biết rõ cậu muốn uống nên đưa đến cho cậu.
Ôn Sĩ Luân không nhịn được phải cảm thán. Cậu thật sự có phúc. Chị ấy là vợ tôi, không phải là bạn gái của tôi. Hạ Thiên uốn nắn một câu, sau đó hắn ra vẻ đương nhiên. Vợ tôi tất nhiên phải tốt với tôi. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi nói. Đúng rồi, tôi chẳng muốn đánh bài với anh nữa, lát nữa vợ tôi sẽ đến, bây giờ tâm tình của tôi rất tốt, cũng không muốn lấy 1 triệu của anh. Ôn Sĩ Luân nghe được những lời này mà không khỏi thở ra, không vì Hạ Thiên chẳng muốn 1 triệu, nhưng Hạ Thiên không tiếp tục chơi bài, nếu tiếp tục thì cũng chẳng phải là 1 triệu, thậm chí còn hơn 10 triệu. Cậu Hạ, cậu không muốn chơi cũng chẳng sao, nhưng tiền tôi vẫn phải đưa cho cậu, tôi cũng không quyết nợ. Ôn Sĩ Luân vừa nói vừa lấy chi phiếu ra, hắn nhanh chóng lấy chi phiếu 1 triệu đưa cho Hạ Thiên. Đối với hắn thì 1 triệu không đáng là gì, nhưng nếu ngồi máy bay thua 10 triệu thì thật sự khó thừa nhận. Chương 844, có phải giá vé khác biệt hay không? Hạ Thiên cũng lười từ chối, hắn thuận tay nhận lấy chi phiếu, tình cảnh lúc này cũng giống như nhận tấm danh thiếp vừa rồi, hắn cũng không thèm nhìn mà trực tiếp nhét vào túi quần. Khi thấy bộ dạng tùy ý của Hạ Thiên thì Ôn Sĩ Luân càng cảm thấy Hạ Thiên không phải là người thường. Hạ Thiên nói không chơi bài thì quả thật là không chơi, cũng lười nói chuyện với Ôn Sĩ Luân, chỉ thỉnh thoảng nhìn qua phía bên kia. Nhưng vài phút sau hắn vẫn chưa thấy vợ xuất hiện. Hạ Thiên lấy bình giữ ấm ra uống trà bên trong chờ Mộc Hàm, cô tiếp viên hàng không xinh đẹp vừa rồi chính là Mộc Hàm, nhưng bây giờ nàng dùng tên giả là Hàn Mộc. Khi thấy Mộc Hàm thì Hạ Thiên cũng không quá kinh ngạc. Vì hắn cũng chẳng phải chưa bao giờ thấy Mộc Hàm ăn mặc như tiếp viên hàng không. Tất nhiên lần đó không chỉ Mộc Hàm mặc trang phục tiếp viên hàng không, hơn nữa còn đội tóc giả, cũng có hóa trang nên không được xinh đẹp. Nhưng bây giờ Mộc Hàm ngoài thay đổi cách ăn mặc thì không có gì biến đổi, tất nhiên Hạ Thiên gặp nàng thì cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Trước đó hắn cảm thấy hơn 30 tiếng là cực kỳ nhàm chán, nhưng bây giờ có vợ cùng đi máy bay, hắn có thể vui vẻ hơn. Hạ Thiên chờ rất lâu mà vẫn chưa thấy Mộc Hàm đi đến. Cũng không biết nàng đang làm gì, những tiếp viên khác thì lại đến. Lần này không phải là đưa đồ uống, là đồ ăn, tuy 3 giờ đã rất tối nhưng trên máy bay vẫn cung cấp cơm, dù sao cũng có vài người muốn ăn. Tiên sinh, xin hỏi anh dùng gì? Có thịt sườn, cá nướng, có thịt gà. Cô tiếp viên hàng không dùng giọng khách khí hỏi Hạ Thiên, còn Ôn Sĩ Luân đã chọn xong, là cơm thịt sườn. Lấy tất cả. Hạ Thiên nói một câu như vậy, bây giờ hắn quyết định ăn nhiều một chút. Lát nữa thế nào cũng sẽ cùng vợ tiêu hao nhiều thể lực. Cô tiếp viên hàng không lại chợt ngây người, sao yêu cầu của người này luôn không giống người thường. Người khác uống cà phê uống nước chanh, người này uống trà, hơn nữa còn là đại hồng bào, bây giờ người ta chỉ gọi một phần, người này gọi tất cả, hắn có thể ăn nhiều như vậy sao? Đúng lúc này cô tiếp viên hàng không lại quay đầu nhìn, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hàn Mộc, bên này. Thực tế Mộc Hàm đang đi về phía bên này. Trên tay còn cầm theo cà mèn. Khi thấy nàng thì cô tiếp viên đang không biết phải làm sao chợt thở ra, nên giao người này cho vợ thu phục. Mộc Hàm nhanh chóng đi đến trước mặt Hạ Thiên, nàng đặt hộp cơm trước mặt hắn rồi dịu dàng nói. Chồng, đây là cơm tôi mua trước khi lên máy bay, có lẽ hợp khẩu vị của cậu, vốn chuẩn bị riêng cho cậu nhưng không có thời gian chuẩn bị, cũng chỉ phải đi mua mà thôi. Ôn Sĩ Luân nghe nói như vậy thì nhìn Hạ Thiên, người này thật sự quá may mắn, vợ đẹp. Hơn nữa còn hiền lành mới chết. Cô tiếp viên hàng không cũng không nhịn được phải nhìn Hạ Thiên vài lượt, nàng muốn biết người này ngoài nhiều tiền thì còn gì đặc biệt, vì sao một đại mỹ nhân như Mộc Hàm lại tốt với hắn như vậy. Cô tiếp viên hàng không này tất nhiên không biết quá rõ, Mộc Hàm biết thời gian mình được ở cùng với Hạ Thiên là không quá dài, lần này nàng có được cơ hội cùng hắn ở trên máy bay vài chục giờ. Nàng muốn làm một người vợ hiền, vì vậy dù là uống hay ăn thì nàng cũng phải chuẩn bị cho hắn. Nhiều người có thân phận đặc thù, muốn đưa vài thứ lên máy bay là không khó. Tất nhiên Mộc Hàm xuất hiện trên máy bay cũng chẳng phải chỉ vì đưa thức uống cho Hạ Thiên, chủ yếu là nàng biết Hạ Thiên chưa từng đi nước ngoài, cũng biết hắn căn bản không hiểu ngoại ngữ, vì vậy mà khi nàng ở thủ đô và biết được Hạ Thiên sắp đến Canada, nàng lập tức sắp xếp thời gian công tác, cũng sắp xếp cho mình một thân phận tiếp viên hàng không. Sau đó nàng đến thành phố Giang Hải. Trước khi Hạ Thiên lên máy bay thì nàng đã dùng thân phận tiếp viên hàng không để lên máy bay, sau đó nàng cho hắn một niềm vui bất ngờ. Lần này Hạ Thiên đưa cà mèn đến cho Hạ Thiên mà cũng không rời đi, nàng ở bên cạnh hắn. Nàng biết hắn có thể ăn được rất nhiều, vì vậy mang đến rất đủ thức ăn. Vợ, chị ăn chưa? Hạ Thiên đang ăn thì đột nhiên hỏi một câu. Tôi đã ăn rồi. Mộc Hàm khẽ trả lời.
Hạ Thiên kẹp một miếng thịt đưa đến bên miệng Mộc Hàm. Ăn thêm một miếng. Mộc Hàm tất nhiên không từ chối, nàng mở môi ăn đào cắn một miếng. Hai người bọn họ chỉ tôi, không chú ý đến lực ảnh hưởng, điều này làm cho Ôn Sĩ Luân ở bên cạnh rất khó hiểu. Trước kia nàng cảm thấy cuộc sống của mình rất tốt, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện nếu so với Hạ Thiên thì thật sự là quá khổ. Tiếp viên, cô đến đây một chút. Một hành khách ngồi ở khoang hạng nhất không thể nhịn được, hắn nói một câu với Mộc Hàm. Nhưng Mộc Hàm không quan tâm đến tên kia, bộ dạng căn bản không nghe thấy, nàng vẫn ngọt ngào mặn nồng với Hạ Thiên, tuyệt đối không sợ kẻ khác hâm mộ ghen ghét. Chào anh có gì cần? Một tiếp viên khác chạy đến nói. Đây là một người đàn ông hơn 50, đầu trọc, khi thấy tiếp viên đến thì hắn dùng ánh mắt bất mãn nhìn và chỉ tay vào Mộc Hàm. Tôi không gọi cô, tôi gọi cô ấy. Tiên sinh, anh nói với ai cũng giống nhau cả thôi. Cô tiếp viên hàng không dùng giọng khách khí nói. Vậy thì được, tôi hỏi cô, chỗ ngồi này của tôi và những ghế khác có phải giống nhau không? Tên đàn ông đầu trọc chất vấn. Điều này, theo tôi được biết thì tất cả giá vé ở khoang hạng nhất đều là như nhau. Cô tiếp viên trả lời. Vậy tại sao hắn lại được phục vụ tốt như vậy? Tên đàn ông đầu trọc rất bất mãn, đám đàn ông ở khoang hạng nhất nghe nói như vậy thì cũng hết lòng ủng hộ, câu hỏi này rất hay, ai cũng muốn biết. Tiên sinh, anh hiểu lầm rồi, đó là chồng của Hàn Mộc, vì vậy chị ấy có nghĩa vụ hỗ trợ. Cô tiếp viên hàng không giải thích một câu, vài phút trước nàng có được chút lợi ích từ Mộc Hàm, vì vậy bây giờ muốn giúp. Tôi mặc kệ cô ta có nghĩa vụ đến hỗ trợ hay là thế nào, đã là tiếp viên hàng không thì phải phục vụ cho chúng tôi, bây giờ tôi muốn cô ta đến phục vụ, nếu không tôi sẽ khiếu nại các cô. Tên đàn ông đầu trọc có chút bất mãn. Tôi nói cho cô biết. Tôi có quen biết với tổng giám đốc công ty hàng không này. Cô tiếp viên cảm thấy khó xử, nàng không biết làm sao cho tốt, vì vậy mà phải quay đầu nhìn Mộc Hàm, nàng dùng giọng cầu xin nói. Hàn Mộc, bạn xem cái này. Này, tên hói muốn chết sao? Hạ Thiên vừa mới ăn cơm xong thì mắng ầm lên. Vợ của tôi chỉ phục vụ cho tôi, nếu ông lắm mồm thì tôi sẽ ném từ trên máy bay xuống. Đám người chợt ngẩn ngơ, người này đúng là quá khủng bố. Nhưng nếu muốn ném một người từ máy bay xuống đất thì có vẻ khó khăn hơi lớn. Chương 845, tuần trăng mật trên không. Mày nói gì? Tên đàn ông đầu chọc lập tức nổi giận, hắn tức giận nhất là bị người ta gọi là hói đầu, vì hắn không hói, chỉ ít tóc hơn người khác một chút mà thôi. Hạ Thiên còn muốn nói gì đó thì Mộc Hàm đã khẽ nói bên tai Hạ Thiên. Chồng, mặc kệ hắn, đừng để ý đến hắn, tôi đưa cậu đến chỗ khác. Mộc Hàm kéo Hạ Thiên đứng lên rời đi, nhưng tên đầu chọc lại không chịu bỏ qua, hắn tức giận quát. Đừng đi vội, mắng người mà muốn đi ngay sao? Mau nói xin lỗi. Khi còn chưa dứt lời thì tên đàn ông đầu hói này chợt ngừng lại cực kỳ quỷ dị, đám người chung quanh cảm thấy mê hoặc, sau đó nghe thấy những tiếng thở khò khè, không ngờ hắn đã ngủ. Đúng là heo, mắng người mà có thể ngủ, ngu như heo. Hạ Thiên khách sáo nói một câu, sau đó hắn ôm Mộc Hàm bước đi. Mọi người chợt ngạc nhiên, điều này quá quỷ dị, mắng người mà có thể ngủ, đây rõ ràng là cực phẩm, nếu nói là heo thì còn đánh giá quá cao, heo cũng chẳng ngủ như vậy. Mộc Hàm không khỏi khẽ cười, nàng biết rõ đây là Hạ Thiên làm ra, tất nhiên cũng có công lao của nàng, vì nàng đã thầm nói cho hắn không cần gây ra động tĩnh quá lớn, không nên làm chậm trễ chuyến phi hành, nếu không hắn sẽ chẳng thể đến Toronto một cách thuận lợi. Dù sao chồng nàng có lợi hại thế nào thì cũng không tự chạy đến Toronto. Dù hắn có lực thì chỉ sợ cũng chẳng biết chạy theo đường nào. Mộc Hàm nhanh chóng đưa Hạ Thiên vào một gian phòng tương đối nhỏ, cũng chính là phòng nghỉ của tiếp viên hàng không. Một chiếc máy bay dài, tiếp viên hàng không cũng có lượt làm việc cụ thể, không có người nào chịu đựng được hơn 30 tiếng, vì vậy mà các tiếp viên cũng có chỗ nghỉ ngơi, nhưng chỗ này không lớn, đồng thời còn là nhiều tiếp viên ở cùng một gian. Điều này cũng nói rõ gian phòng này của Mộc Hàm chẳng phải là phòng của tiếp viên hàng không. Tất nhiên muốn giải quyết vấn đề này cũng không khó, thực tế thì trong phòng không có ai, rõ ràng tất cả đều bị Mộc Hàm dùng biện pháp của mình để ép đi. Biện pháp của nàng cũng rất đơn giản, nàng cho mỗi người một khoản tiền không nhỏ, để các cô ta tìm một chỗ khác nghỉ ngơi, dành chỗ này cho nàng, vì nàng muốn có một tuần trăng mật trên không với chồng mình. Bây giờ gian phòng này thành thế giới của riêng hai người, không có ai quấy rầy, cũng không ai thấy được hành vi thân mật của bọn họ. Sau khi đóng cửa lại thì Mộc Hàm hoàn toàn nằm trong lòng Hạ Thiên, nàng chủ động dâng bờ môi anh đào, vì sau một thời gian ngắn không gặp,
nàng rất nhớ hắn. Mười mấy giờ sau Hạ Thiên cảm thấy rất thoải mái, hắn ăn bánh bao, ăn thịt hổ, tận tình hưởng thụ cơ thể của Mộc Hàm trên không vài trăm mét. Dù phòng nghỉ của Tiếp Phiên Hàng không rất nhỏ hẹp nhưng Mộc Hàm vẫn bày ra đủ tư thế có độ khó cao để chào đón hắn, làm hắn có được chục giờ cực kỳ thoải mái, mãi đến khi nàng hết thể lực thì tất cả mới dừng lại. Chồng, tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi, tôi muốn ngủ, cậu quay về chỗ ngồi được không? Mộc Hàm dựa lên người Hạ Thiên, bộ dạng mất hết sức lực, giọng điệu nũng nịu năn nỉ. Không phải nàng không muốn ngủ cùng với Hạ Thiên, nàng chỉ sợ chồng nhìn không được, nàng biết rõ mình có lực hấp dẫn lớn với hắn. Được rồi, sau này tôi sẽ đến tìm chị. Hạ Thiên đồng ý, bây giờ mới bay được nửa đường, hắn còn phải ở trên không mười mấy giờ nữa. Ừ, Mộc Hàm khẽ lên tiếng, sau đó nàng nói. Chồng, giúp tôi mặc quần áo tử tế vào. Hạ Thiên trước nay rất ít khi từ chối những yêu cầu thế này, hắn chậm rãi mặc quần áo cho Mộc Hàm, sau đó mới bỏ đi có chút mất vui. Mộc Hàm thì đóng cửa lại và chốt từ bên trong, nàng không phải đề phòng Hạ Thiên, nàng sợ người khác quấy rầy. Nàng muốn ngủ một giấc thật an tâm, dưỡng đủ tinh thần, như vậy sau khi tỉnh lại mới có sức chinh chiến với chồng mình. Hạ Thiên quay lại chỗ ngồi, hắn phát hiện Ôn Sĩ Luân đang dùng ánh mắt hâm mộ nhìn mình. Hạ Thiên biến mất liên tục mười mấy giờ, Ôn Sĩ Luân ngủ dậy một lúc lâu mới thấy Hạ Thiên, mà người đẹp tóc vàng kia đã biến mất, dù là ai cũng có thể nghĩ đến những chuyện gì đã phát sinh. Cậu Hạ, vợ cậu đúng là không thể chê, cố ý lên máy bay với cậu. Ôn Sĩ Luân nhìn không được phải nói một câu. Đáng tiếc là lúc này Hạ Thiên không quan tâm đến Ôn Sĩ Luân, hắn dựa người lên ghế, nhắm mắt, bộ dạng như đang ngủ. Ôn Sĩ Luân nhìn Hạ Thiên, hắn lại nhìn tên đàn ông đầu chọc cách đó không xa, vì vậy mà trong đầu chợt bùng lên ý niệm. Hai người này đúng là cực phẩm, nói ngủ là ngủ ngay. Hạ Thiên ngủ cũng không quá lâu, chưa đến 4 giờ, đối với thời gian vận động trước đó thì khoảng thời gian hắn ngủ như vậy không tính là quá lâu, nhưng đối với hắn thì như vậy đã quá đủ. Khi công lực của hắn ngày càng cao thì thời gian ngủ mỗi ngày của hắn dần giảm ngắn. Hạ Thiên tỉnh ngủ và cảm thấy có hơi khát, hắn cầm lấy bình giữ ấm, bên trong còn có nước trà trước đó uống chưa hết. Nhưng hắn vừa uống vào một ngụm thì đã trực tiếp phun ra, sau đó hắn nhìn Ôn Sĩ Luân rồi mở miệng hỏi. Anh có thấy ai đụng vào bình trà của tôi không? Bình trà của cậu sao? Ôn Sĩ Luân có hơi sững sờ, hắn suy nghĩ một chút rồi nói. À, hình như có một tiếp viên hàng không, ừ, không phải là vợ cậu, là một cô khác, trước đó tôi chưa từng gặp. Nhưng cô ta nói mình được vợ cậu nhờ mang bình đi thêm nước. Thì ra là như vậy. Hạ Thiên lầm bầm một câu, sau đó hắn đảo mắt một vòng rồi chỉ vào một tiếp viên hàng không cách đó không xa. Có phải là cô ta không? Ôn Sĩ Luân nhìn qua, cô tiếp viên kia chưa quá 30, bộ dạng không tệ, tất nhiên vẫn còn kém xa khi so với Mộc Hàm. Ôn Sĩ Luân nhìn kỹ một chút rồi khẽ gật đầu. Đúng vậy, là cô ấy. Ôn Sĩ Luân dừng lại một chút rồi không nhịn được hỏi một câu. Cậu Hạ, có vấn đề gì sao? Không có gì. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào cô tiếp viên hàng không rồi sau đó hô lớn. Này, cô gì ơi? Vẻ mặt cô tiếp viên có hơi biến đổi, sau đó nàng đi về phía Hạ Thiên, cố ra vẻ trấn tĩnh. Chào anh, có chuyện gì không? Cô có biết những người muốn giết tôi đều không có kết cục tốt? Hạ Thiên hỏi. Tiên sinh, tôi không biết anh đang nói gì. Cô tiếp viên có vẻ không chút bất an. Cô có biết mỗi người khi nói dối thì chống ngực đều đập mạnh hơn bình thường? Hạ Thiên lại hỏi. Cô tiếp viên có chút tức giận. Tiên sinh, anh cũng đừng nên quấy rầy tôi. Này, ai quấy rầy người quái dị như cô? Hạ Thiên có chút bất mãn. Nếu không phải người quái dị như cô hạ độc trong chén của tôi, thì tôi đây cũng không có hứng thú nói chuyện với cô. Chương 846, bom kinh hồn. Tiên sinh, anh không nên cố tình gây sự, tôi sao có thể hạ độc trong bình nước của anh? Cô tiếp viên hàng không có vẻ rất bất mãn. Trước đó cô đã cầm lấy cái bình của tôi phải không? Hạ Thiên trừng mắt nhìn cô tiếp viên hàng không. Không. Cô tiếp viên nhanh chóng phủ nhận. Cô phủ nhận cũng vô dụng, anh ấy đã thấy. Hạ Thiên chỉ vào Ôn Sĩ Luân. Hơn nữa vừa rồi cô cứ nhìn chằm chằm vào tôi, khi tôi uống nước thì nhịp tim của cô tăng lên rất mạnh, biểu hiện căng thẳng. Khi tôi gọi cô, nhịp tim của cô còn đập nhanh hơn cả, khi cô nói dối thì nhịp tim cũng khác biệt so với bình thường, tất cả đều được tôi nghe thấy rõ ràng. Còn nữa, trong bình nước còn giữ lại mùi nước hoa khó ngửi của cô. Bây giờ không phải là giờ ngủ,
cả buồng trên cơ bản đều tỉnh, vì khoang hạng nhất và khoang phổ thông ở phía sau cũng nối liền với nhau, nên khi Hạ Thiên và cô tiếp viên bắt đầu khắc khẩu thì lập tức thu hút đại bộ phận lực chú ý của người khác. Không ít người nghe được lời nói của Hạ Thiên mà trong lòng cảm thấy quỷ dị, tuy nói chuyện tiếp viên hàng không hạ độc hắn đã là rất quỷ dị, nhưng hắn ta còn nói mình nghe được nhịp tim rối loạn và mùi nước hoa còn giữ lại trong bình nước, đây cũng là điều khó tưởng. Đến lúc này cũng không có vài người tin tưởng Hạ Thiên, vì bọn họ cảm thấy những lời nói của hắn rất khó tin. Nhắc đến câu nói quấy rối của cô tiếp viên hàng không, mọi người cùng không tin vào điều này, vì trước đó tên kia từng anh em với cô tiếp viên xinh đẹp tóc vàng, chắc chắn sẽ không quấy rầy một cô tiếp viên có tư sắc kém như thế này. Tiên sinh, xin anh đừng gây rối trên máy bay, nếu không tôi sẽ gọi nhân viên an toàn đến. Cô tiếp viên vẫn không thừa nhận mình hạ độc, hơn nữa còn tỏ ra cực kỳ tức giận. Tôi không quan tâm cô gọi ai đến. Hạ Thiên ra vẻ không quan tâm. Này, tôi nói cho cô biết, đến bây giờ tôi vẫn nhẫn nại chưa xử lý cô, tất nhiên chỉ muốn biết vì sao cô hại tôi mà thôi. Tôi với cô không quen biết, sao cô phải hạ độc với tôi. Còn nữa, hôm qua ở thành phố Giang Hải, vợ Mị Mị có phải do cô hạ độc? Có chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này một tên đàn ông trẻ tuổi mặc đồng phục bảo vệ an toàn máy bay đi đến, xem ra đây là an toàn viên không trung. Có lẽ nơi đây ồn ào đã thu hút sự chú ý của hắn. Vị tiên sinh này muốn gây rối. Cô tiếp viên chỉ vào Hạ Thiên, bộ dạng tức tối. Này, cô quái gì đừng nói bậy bạ, là cô hạ độc tôi trước. Hạ Thiên có chút bất mãn, sau đó hắn đột nhiên nhíu mày. Ủa, kỳ quái, sao trên người cô có hương vị gì đó là lạ, không phải mùi nước hoa thấp kém, không phải mùi độc dược. À, thuốc nổ, này. Sao trên người cô gái quái dị này có mùi thuốc nổ? Có phải đã đặt bom trên máy bay rồi không? Bom sao? Nghe được chữ này thì đám hành khách chợt kêu lên sợ hãi, trên máy bay thì chữ bom này đáng sợ hơn cướp mang súng rất nhiều. Khi gặp cướp dùng súng thì vẫn còn có thể may mắn giữ lại mạng sống, nếu trên máy bay có bom thì hơn phân nửa là phải chết, máy bay nổ mạnh từ trên cao, như vậy tất cả coi như xong. Có phải thật như vậy không? Không phải có bom đấy chứ? Có lẽ không đến mức như vậy, có nhân viên an toàn hàng không, sao có thể đặt bom được. Nhưng cô tiếp viên hàng không kia rất dễ đặt bom. Trên máy bay chợt rối loạn, có một số người la hét bằng ngôn ngữ mà Hạ Thiên không hiểu, điều này cũng là bình thường, đó là người nước ngoài, đây là chuyến bay quốc tế, có người nước ngoài cũng chẳng có gì là kỳ lạ. Mọi người yên lặng, đừng căng thẳng. Vài cô tiếp viên hàng không đứng ra trấn an hành khách, tên đàn ông lại nhìn Hạ Thiên, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Tiên sinh, xin anh đừng tùy tiện nói bậy, đây là trách nhiệm pháp luật. Thằng này sao ngu vậy? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn tên đàn ông. Người quái dị này hạ độc tôi, còn có khả năng đặt bom trên máy bay, chú không hỏi xem cô ta đặt bom ở đâu, lại nói anh tung tin đồn nhảm, chú muốn bị bom nổ chết sao? Cậu Hạ, thật sự có bom sao? Ôn Sĩ Luân lúc này cũng không nhịn được phải hỏi, trong đám hành khách trên máy bay thì hắn xem như hiểu về Hạ Thiên. Hắn cảm thấy Hạ Thiên không phải người thường, vì vậy tuy vẫn nghi ngờ lời nói của Hạ Thiên, nhưng vẫn có vài phần tin tưởng. Đúng vậy, cậu nói có bom, rốt cuộc có chứng cứ gì? Người bên cạnh cũng không nhịn được phải hỏi. Tôi chỉ biết cô quái dị này trước đó đã từng đụng vào bom, nhưng cô ta có đặt bom trên máy bay hay không, điều này tôi không biết. Hạ Thiên thuận miệng nói. Tôi cảm thấy cô ta có hơn phân nửa đã đặt bom, cô ta biết chất độc chưa chắc hại chết được tôi. Vì vậy muốn nổ tôi chết. Anh đúng là nói hưu nói vượn. Cô tiếp viên hàng không vẫn không thừa nhận. Anh căn bản là giả tạo, sao có thể ngửi được mùi trên người tôi? Tất nhiên tôi biết rõ. Hạ Thiên bĩu môi, nàng chỉ vào người đàn ông kia. Tôi còn biết cô và tên kia vài giờ trước đã cùng nhau lên giường, trên người hắn còn có hương vị của cô. Khi nghe nói như vậy thì vẻ mặt tên đàn ông không khỏi biến đổi, hắn nói. Mày! Sao mày biết? Không đợi Hạ Thiên mở miệng, tên đàn ông quay đầu nhìn cô tiếp viên. Trương Mai, có phải em đã chạm vào thuốc nổ? Mọi người nghe thấy như vậy thì chợt hiểu ra, ít nhất lời nói vừa rồi của Hạ Thiên là thật, nếu không tên đàn ông kia sẽ chẳng tin tưởng Hạ Thiên. Vì vậy đến lúc này ai cũng càng bất an. Chồng, có chuyện gì xảy ra? Một giọng nói mê hoặc truyền đến, tiếp viên hàng không tóc vàng khêu gợi xuất hiện trước mặt mọi người. Vừa rồi nàng bị người ta gõ cửa đánh thức, nói rằng chồng nàng đang gây rối, cho nên nàng vội vàng chạy đến. Cô quái dị này muốn hạ độc tôi,
còn có thể đã đặt bom trên máy bay. Hạ Thiên trả lời. Cái gì? Vẻ mặt Mộc Hàm chợt biến đổi, sau đó nàng lên giọng. Tôi là cảnh sát, mọi người không cần kinh hoàng, ai về vị trí của mình ngay, tôi sẽ điều tra rõ ràng. Mộc Hàm lấy giấy chứng nhận đưa cho tên đàn ông nhân viên an toàn hàng không, sau đó khẽ quát. Đưa nàng ta đến tra hỏi rõ ràng. Tên đàn ông nhìn vào giấy chứng nhận của Mộc Hàm mà vẻ mặt biến đổi, hắn biết Mộc Hàm cũng chẳng phải là cảnh sát, mà thân phận là đặc công cấp cao. Khoảnh khắc này hắn cũng tin những lời của Hạ Thiên là thật. Được, tôi đưa cô ta xuống dưới. Tên đàn ông khẽ nói, sau đó hắn đưa cô gái tên là Trương Mai đi. Khóe miệng Trương Mai chợt chảy ra một dòng máu tươi, giọng điệu tràn ngập cừu hận. Hạ Thiên, mày sẽ phải đến tìm tao thôi. Trương Mai nói chưa dứt lời thì ngã xuống. Chương 847, thủ đoạn bạo lực. Á! Khi thấy được tình cảnh như vậy thì trong máy bay chợt vang lên những tiếng hô kinh hoàng, lần này ai cũng thấy sự việc không đúng. Không hay, cô ta tự sát. Vẻ mặt tên đàn ông an toàn không lưu chợt biến đổi lớn, lúc này hắn đã hoàn toàn tin trên máy bay có bom. Xong rồi, thật sự có bom. Đúng vậy, chắc chắn có bom, nếu không thì người phụ nữ kia cần gì phải tự sát. Lúc này chết chắc rồi. Mau ghi di ngôn. Mau lên, hạ cánh khẩn cấp. Đây không phải là trực thăng, không thể nói đáp là đáp, dù là trực thăng cũng cần phải chọn địa phương thích hợp. Mọi người không cần căng thẳng, chấn định lại. Đám tiếp viên hàng không phải trấn an hành khách, tuy không chút hiệu quả nhưng điều này cũng khó trách bọn họ, biết rõ trên máy bay có bom, ai mà trấn tĩnh cho được. Đúng lúc này Hạ Thiên bất mãn nói. Này, tất cả im mồm. Âm thanh của Hạ Thiên là không lớn nhưng rơi vào trong tai mỗi người lại cực kỳ rõ ràng, trong giọng nói còn mang theo uy áp, thật sự trấn trụ mọi người, tình huống ồn ào cũng an tĩnh lại trong nháy mắt. Chồng, có thể cứu sống cô ta được nữa không? Mộc Hàm vội vàng hỏi. Hạ Thiên ngồi xổm xuống tìm kiếm, sau đó nói. Chúng độc cyanogen, CN2 ethendinitrile, đây là chất độc giống trong bình nước của tôi, không thể cứu, để cô ta chết đi thôi. Nhưng còn bom thì làm sao? Mộc Hàm có chút lo lắng, tuy nàng biết chồng mình lợi hại nhưng đó là trên mặt đất, lúc này là trên trời, nếu thật sự có vụ nổ bom, dù hắn có thể tránh khỏi thương tổn của vụ nổ, cũng phải té từ trên cao xuống, cũng chỉ có đường chết. Không sao, tôi có thể tìm ra. Cô ta đã tự sát, điều này chứng tỏ đó là bom hẹn giờ, bình thường bom hẹn giờ đều phát ra âm thanh, tôi có thể nghe thấy được. Hạ Thiên an ủi Mộc Hàm, đồng thời hắn cũng nói một câu. Này, các người ai có đồng hồ thì tắt đi một lúc, nếu không tôi sẽ đập nát. Tất cả mọi người chợt ngây ngẩn, bộ dạng không kịp phản ứng. Lúc này Hạ Thiên đã hành động, hắn vung tay chụp lấy chiếc đồng hồ của vị khách gần nhất, hắn ném xuống mặt đất, đồng hồ bể nát. Động tác của Hạ Thiên cũng không dừng lại, chỉ trong vòng vài chục giây ngắn ngủi hắn đã đập bể hơn mười mấy chiếc đồng hồ. Đám người thấy Hạ Thiên mở hành lý của hành khách và tìm đồng hồ đập nát, ai cũng hiểu được hắn có thể nghe được tiếng đồng hồ. Vì vậy có vài người phản ứng nhanh vội vàng cởi đồng hồ và tắt đi, như vậy đồng hồ mới tránh khỏi số kiếp. Hai phút sau khi liên tiếp đập bể hơn vài chục chiếc đồng hồ thì Hạ Thiên cuối cùng cũng dừng lại, hắn thầm nói một câu. Không có bom ở chỗ này. Chồng, nếu không chúng ta đến khoang hành lý, để xem có dấu ở đó hay không. Mộc Hàm khẽ nhắc nhở. Hạ Thiên ngưng thần nghe ngóng, sau đó hắn dùng tay chỉ. Khoang hành lý ở chỗ đó sao? Ừ, đúng là chỗ đó. Mộc Hàm khẽ gật đầu. Chúng ta sang bên đó, nơi đó có vài chiếc đồng hồ. Hạ Thiên mở miệng nói. Mọi người đừng hoảng hốt, chúng tôi sẽ đi xử lý. Mộc Hàm nói một câu, sau đó hắn phân phó cho tên đàn ông an toàn không lưu. Xem xét tình hình nơi này, chúng tôi sẽ quay lại. Được. Tên đàn ông kia khẽ lên tiếng, lúc này tất nhiên hắn sẽ làm theo lệnh. Mộc Hàm không nói thêm điều gì. Nàng đưa Hạ Thiên đến khoang hành lý. Tuy nói đi trên đường đến khoang hành lý trên máy bay cũng không an toàn, nhưng thật ra nguy hiểm cũng không lớn, đối với những người có năng lực như Hạ Thiên và Mộc Hàm thì căn bản chẳng có chuyện gì. Này, người quái dị đã từng vào đây, có chút hương vị của cô ta ở đây. Hạ Thiên tiến vào khoang hành lý thì chợt mở miệng, sau đó hắn bắt đầu xem xét, đầu tiên là tìm đồng hồ. Đúng là đám người có bệnh, đồng hồ không đeo nơi tay, đặt vào hộp làm gì? Hạ Thiên bất mãn mắng một câu, đám người kia rõ ràng gia tăng phiền phức cho hắn. Hạ Thiên vừa mắng vừa nhấc một chiếc vali,
Sau đó Mộc Hàm ở bên cạnh không khỏi thét lên kinh hoàng, đồng thời cũng khẽ thở ra. Mộc Hàm hô lên kinh hoàng vì phát hiện bom hẹn giờ, mà nàng thở phào nhẹ nhõm vì thời gian thiết lập trên quả bom vẫn còn hơn một giờ, có thể nói là còn nhiều thời gian, dù không thể phá bom cũng có thể tìm được một điểm đáp phù hợp. Chồng, để tôi đến xem bom có thể phá không? Mộc Hàm vừa nói được một câu thì không còn gì để nói, vì khoảng thời gian đó Hạ Thiên đã phá bom xong rồi. Mộc Hàm không thấy Hạ Thiên dỡ bom thế nào, nàng chỉ thấy một đống linh kiện, quả bom hầu như bị Hạ Thiên tháo rời thành từng mảnh, bây giờ quả bom dù thế nào cũng khó nổ. Trông đúng là bạo lực, gỡ bom cũng sử dụng phương án bạo lực như vậy. Mộc Hàm thầm nghĩ, sau đó thân thể cũng nhẹ nhàng hơn, lần này nguy cơ đã bị giải trừ. Khi Mộc Hàm cầm những phần linh kiện của quả bom ra khoang hành khách, hơn nữa còn nói đã gỡ bom thành công thì cả phi cơ hoan hô rộn rã. Bây giờ đã không còn ai nghi ngờ những lời nói trước đó của Hạ Thiên, còn Ôn Sĩ Luân lại càng tin tưởng Hạ Thiên, hắn thấy đối phương rõ ràng là kỳ nhân. Ôn Sĩ Luân vốn rất muốn cùng nói vài lời với Hạ Thiên, đáng tiếc là hắn không có cơ hội, vì Mộc Hàm đã can thiệp với cơ trưởng, xóa bỏ ý nghĩ muốn quay về vị trí xuất phát mà tiếp tục hành trình đến Toronto. Sau đó Hạ Thiên và Mộc Hàm biến mất trong tầm mắt mọi người, mãi đến khi xuống máy bay thì Ôn Sĩ Luân cũng không có cơ hội gặp lại Hạ Thiên. 7 giờ tối giờ Toronto, máy bay đáp xuống sân bay Nelson, dù trên máy bay phát sinh án mạng, hơn nữa giống như khủng bố tập kích, nhưng cơ trưởng được Mộc Hàm bày mưu không báo cảnh sát Toronto. Vì vậy mà Mộc Hàm và Hạ Thiên đã thuận lợi rời đi, không dẫn đến những phiền toái không cần thiết. Đợi đến khi Mộc Hàm và Hạ Thiên về đến khách sạn thì đã hơn 8 giờ tối. Chồng, cậu muốn ra tay ngay đêm nay sao? Mộc Hàm biết rõ nguyên nhân Hạ Thiên đến đây. Cũng biết hắn thật ra chẳng có kế hoạch gì. Tất nhiên, tôi sẽ phải đi xử lý tên ngốc kia. Hạ Thiên khẽ gật đầu nói. Hạ Thiên đang nói thì điện thoại vang lên, dãy số cũng không xa lạ gì, là Isabella. Thực tế trước đó Hạ Thiên đã cùng điện thoại cho Isabella. Chồng nhỏ, cậu đến Toronto rồi sao? Điện thoại vừa nối thông thì Isabella đã có chút lo lắng. Tôi nghe nói chuyến bay của cậu đã hạ cánh, sao không thấy cậu đi ra? Chương 848, Nguyện vọng của Ngọc Mị. Chị Isabella, tôi đang ở khách sạn. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Chị mau đến đây. Khách sạn nào? Isabella vội hỏi một câu. Vợ, hay chị nói với chị Isabella đi. Hạ Thiên suy nghĩ, hắn đưa điện thoại cho Mộc Hàm, hắn phát hiện mình không biết khách sạn này tên gì, vì hắn căn bản không hiểu tiếng Anh. Mộc Hàm nói tên khách sạn và số phòng cho Isabella. Chưa đến nửa giờ sau hai người đã nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa ra xem thì thấy người đứng bên ngoài chính là Isabella. Isabella vẫn có cách ăn mặc gợi cảm mê người không khác gì trước kia, nhưng bây giờ khí hậu Toronto có hơi lạnh, vì vậy nàng mặc thêm bên ngoài một chiếc áo khoác, chân mang giày ống. Tuy quần áo nhiều hơn một chút nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự gợi cảm của nàng, ngược lại còn làm nàng quyến rũ thêm vài phần. Chồng nhỏ. Isabella cười quyến rũ với Hạ Thiên. Sau đó nàng chủ động đưa thân thể đầy đặn vào lòng hắn. Hạ Thiên vỗ lên mông lớn của Isabella, chữ, nhỏ, nàng không chịu từ bỏ, mà Hạ Thiên cũng không có biện pháp gì khác, chỉ biết đánh vào mông nàng mà thôi. Hi hi, chồng nhỏ, đừng đánh tôi đã giúp cậu điều tra tình huống của Ngụy Gia Hoa rất rõ ràng. Âm thanh của Isabella vẫn cực kỳ quyến rũ, điều này làm cho Mộc Hàm ở bên cạnh có chút xấu hổ, nếu xét về công phu làm nũng thì rõ ràng Isabella mạnh hơn nàng. Chị Isabella, vợ sư tỷ xinh đẹp không ở cùng một chỗ với chị sao? Hạ Thiên buồn bực hỏi một câu. Huấn luyện viên đã đi New York, tôi cố ý chờ cậu tới, nếu không đã cùng đi với chị ấy rồi. Isabella cười hì hì. Chồng nhỏ, đợi khi giúp cậu giết chết tên khốn Ngụy Gia Hoa, tôi cũng đến New York họp mặt với huấn luyện viên, cậu có muốn cùng đi không? New York sao? Hạ Thiên suy nghĩ rồi nhìn Mộc Hàm. Vợ, New York thú vị sao? Rất có thể. Mộc Hàm nói một câu. Chồng, nếu cậu muốn đi, chúng ta có thể đến New York, sau đó đi từ New York về nước, đây cũng không có vấn đề, nhưng bây giờ chúng ta nên bàn về kế hoạch đêm nay. Vợ, thật ra không cần kế hoạch gì cả, chỉ cần cho chị Isabella đưa tôi đến tìm tên ngốc kia, sau đó trực tiếp xử lý là được. Hạ Thiên hời hợt nói, đối với hắn thì điều quan trọng nhất là tìm được người, cái gì cũng không thể nói cho tốt. Tên ngốc trong miệng Hạ Thiên chính là Ngụy Gia Hoa Hoa mà Isabella vừa nói, trước đó tiểu yêu tinh đã gửi tư liệu cho Hạ Thiên,
vì vậy hắn đã sớm xem qua tin tức về đối phương, cũng biết bộ dạng của đối phương. Bây giờ việc hắn cần làm chính là đi xử lý tên khốn Ngụy Gia Hoa Hoa. Chồng, bây giờ chúng ta nên làm ra một kế hoạch đơn giản. Mộc Hàm khẽ nhắc nhở, vì chuyện này nàng còn có những suy xét khác, cũng không chỉ đơn giản là giết chết một người. Được rồi. Hạ Thiên đồng ý. Tối Toronto cũng chính là buổi sáng ở thủ đô Trung Quốc, trong Tống gia, Tống Ngọc Mị đang đứng ở trước cửa mà nhìn tấm màn cách đó không xa. Trong màn lụa có một bóng người là lướt, người kia luôn ngồi trên giường, những sợi tơ màu đen liên tục vũ động quanh người, điều này làm cho tình huống có vài phần thần bí. Cô còn chờ ở đây làm gì? Trong màn lụa truyền ra một giọng nói lạnh lùng, nhưng người hiểu âm thanh này sẽ biết, thật ra lúc này giọng điệu của người này cũng chẳng lạnh lùng như bình thường. Nhưng cũng không ai cảm thấy kỳ quái, vì toàn bộ tông gia đều biết tiểu thư hùng mạnh và thần bí đối đãi với đại tiểu thư có chút khác biệt. Tống Ngọc Mị nhìn vào tấm màn lụa, nàng cố gắng nhìn rõ ràng người bên trong, nhưng dù thế nào thì nàng cũng chẳng thể nhìn rõ. 20 năm trước tôi chỉ có 3 tháng, bây giờ tôi khôn nhớ rõ tình hình khi đó, nhưng người của Tống gia đều biết tình huống tôi gặp cô khi đó. Tống Ngọc Mị khẽ nói, giọng điệu như mộng ảo. Sau khi tôi sinh ra được 3 tháng thì không khóc không cười, nhưng một vài lần khi tôi thấy cô thì lại cười, sau khi học cười xong, cô muốn đi, tôi lại khóc. Tôi khóc cười vì cô thấy chúng ta hữu duyên nên kể từ khi đó mới ở lại Tống gia, cô còn đặt tên cho tôi, là Ngọc Mị. Kể từ ngày đó chúng ta có cùng một cái tên, giữa hai chúng ta giống như có một mối liên lạc thần kỳ. Người phụ nữ trong tấm màn không nói gì, hình như cũng đang lặng lặng lắng nghe, cũng có thể nói là đang nhớ lại chuyện cũ. Từ khi tôi hiểu chuyện thì tôi đã làm tất cả mọi thứ cũng vì cô vui vẻ, cũng vì cô mà tôi mặc cổ trang, vì tôi biết cô rất thích, tôi thích cổ trang cũng vì biết cô thích. Mà tôi hiểu mình trầm mê tất cả cũng vì hiểu rõ cô, điều này làm tôi rất vui. Tôi vẫn cho rằng tôi có thể hiểu cô, tôi có thể trở thành một người hiểu cô nhất, tôi càng cho rằng tôi là người thân mật nhất với cô trên đời. Tống Ngọc Mị tiếp tục chậm rãi tự thuật. Mãi đến một ngày cô đột nhiên thu nhận một đồ đệ. Một người phụ nữ mà trước đó chưa từng có liên hệ gì lại là đồ đệ của cô, tôi ở bên cạnh 20 năm nhưng cô không quan tâm, cô chọn một người hoàn toàn không quen biết mà bơ quên tôi, một người hiểu rõ cô nhất. Tôi đã nói rồi, tất cả vì tốt cho cô. Người phụ nữ trong tấm màn lụa cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu vẫn rất lạnh lùng. Làm đệ tử của tôi không có gì tốt. Nhưng đây là ước mơ của tôi trước nay. Tống Ngọc Mị nói rất nhỏ. Thật ra tôi không thích Hạ Thiên. Ngay từ khi tôi biết Ninh Khiết vì Hạ Thiên mới trở thành đồ đệ của cô, tôi mới chủ động tiếp cận hắn. Tôi ăn độc chất thallium, lừa hắn dùng nghịch thiên bát châm cải biến thể chất của tôi, bây giờ trong người tôi cũng có linh khí như Ninh Khiết. Tôi biết cô phái Ninh Khiết đến Thanh Phong Sơn, tuy không biết sốt cuộc cô muốn làm gì nhưng hiểu điều đó có liên quan đến Hạ Thiên, dù là thế nào thì tôi cũng có thể làm tốt hơn so với Ninh Khiết. Tôi đã nói, sẽ không thu cô làm đồ đệ. Người phụ nữ trong tấm màn lụa trầm mặc một lát rồi chậm rãi nói. Tôi ở đây chờ cô. Giọng điệu của Tống Ngọc Mị không lớn nhưng rất kiên quyết. Vậy cô cứ chờ. Người phụ nữ trong màn nói một câu rồi không gian chợt vắng lặng. Chương 849, muốn làm tổn thương vợ anh thì dù ở xa cũng phải chết. Đêm khuya ở Toronto càng thêm lạnh, mà lúc này, trong một ngôi biệt thự, có một người đàn ông hơn 30, bộ dạng tuấn tú lịch sự. Ở nhà cũng đi giày tây, ăn mặc rất chính thức đang nghe điện thoại. Hạ Thiên đã bắt máy bay đến Toronto, máy bay đã đáp xuống trước đó 3 giờ, cậu tốt nhất nên chú ý, không loại trừ khả năng hắn đến tìm cậu. Đầu dây bên kia vang lên một giọng điệu trầm thấp, còn có chút bất mãn. Tôi đã cảnh cáo cậu, để cậu đừng mạnh bạo tìm hắn, cậu không nghe, cậu cho rằng mình ở Toronto thì giỏi sao? Cũng chỉ cách vài chục giờ bay mà thôi. Ngài đừng lo. Hắn căn bản không biết tôi là ai, không thể nào đến tìm tôi được, có lẽ hắn đến đây du lịch mà thôi, phong cảnh hồ Ontario ở đây là rất đẹp. Người đàn ông 30 nói bằng giọng điệu rất cung kính, nhưng hắn rõ ràng không cho rằng mình sẽ gặp phải phiền toái. Người đàn ông này dừng lại một chút rồi nói thêm. Hơn nữa đây là Canada, dù hắn thật sự đến tìm thì tôi cũng không sợ, nơi đây tôi được bảo vệ rất tốt, tôi tin hắn sẽ không dám tùy tiện làm càn. Nếu có động tĩnh gì thì cảnh sát sẽ nhanh chóng xuất hiện. Cậu đánh giá quá thấp bản lĩnh của Hạ Thiên, cậu cũng đánh giá thấp thế lực của hắn, hắn không phải là một người, có rất nhiều người giúp hắn. Giọng dịu trầm thấp ở đầu dây bên kia rất bất mãn. Tóm lại cậu cần chú ý là được,
tốt nhất cậu lập tức chuyển tất cả tư kim đi, để đề phòng. Được, tôi sẽ lập tức chuyển đi. Người đàn ông lên tiếng, trong lòng thầm mắng một câu, dùng Hạ Thiên để dọa hắn sao? Không phải muốn hắn chuyển tiền ra ngoài à? Sợ hắn nuốt hết sao? Người đàn ông cúp điện thoại mà gương mặt có chút âm trầm, thật ra ở Toronto này hắn rất có lực ảnh hưởng, không phải hắn là nhân vật thế nào, quan trọng là hắn có một người cha cực kỳ có lực ảnh hưởng. Người đàn ông này chính là Ngụy Gia Hoa, tuy hắn là người Hoa nhưng sinh trưởng ở Canada, ông nội của hắn là người Hoa di dân đời thứ nhất sang bên đây. Nghe nói ông nội hắn tuy cách xa nhưng vẫn nhớ về quê hương, vì vậy cha hắn có tên là Hướng Đông, cũng chính là hướng về quê hương, mà tên của hắn cũng do ông nội đặt cho, để hắn nhớ mình là người Trung Hoa. Toronto có thể nói là một thành phố nhiều người Hoa nhất, Toronto có vài triệu dân, người Hoa có tới 400-500 ngàn. Vì số lượng khá đông nên điều này cũng làm cho cộng đồng có lực ảnh hưởng nhất định. Ngụy Hướng Đông cha của Ngụy Gia Hoa là người có uy vọng rất cao trong khu Trung Hoa, cũng vì thế mà địa vị của Ngụy Hướng Đông là rất khá trong thành phố Toronto. Nghe nói bây giờ thị trưởng thành phố Toronto có quan hệ rất tốt với Ngụy Hướng Đông, gần đây trong đợt tuyển cử chức vụ thị trưởng thành phố, Ngụy Hướng Đông đã phát động người Hoa bỏ phiếu cho tên kia, để đối phương được tuyển chọn. Ngụy Gia Hoa thân là con của Ngụy Hướng Đông. Tất nhiên hắn cực kỳ có ưu thế ở khu người Hoa, điều này làm hắn làm một số việc rất thuận lợi, có lẽ cũng vì thế mà hắn được tổ chức kia vừa ý. Đó là một tổ chức trông có vẻ rời rạc nhưng cực kỳ chặt chẽ, tuy Ngụy Gia Hoa có thể xem như thành viên chủ chốt của tổ chức nhưng vẫn biết được rất ít chuyện. Những năm qua tổ chức kiếm được rất nhiều tiền, nhưng rốt cuộc tiền chảy về đâu thì bó tay, mà hắn cũng chỉ có được một phần nhỏ mà thôi. Mẹ kiếp, các ngươi ăn thịt mà ông ăn canh, như vậy còn sợ ông nuốt tiền. Ngụy Gia Hoa căm giận mắng một câu, nhưng hắn mắng xong vẫn đi vào phòng làm việc mở máy tính, chuẩn bị lên mạng chuyển khoản. Hắn không dám cãi lệnh, vì đối phương biết rõ chi tiết về hắn, nếu hắn dám cãi lệnh, như vậy sẽ chết oan bất cứ lúc nào. Ngụy Gia Hoa đang nhập vào ngân hàng, hắn nhập vào số tài khoản mà mình khắc ghi trong lòng, đưa vào một dãy con số, cuối cùng xác định chuyển khoản. Tất cả nhìn có vẻ như bình thường, nhưng lúc này Ngụy Gia Hoa chợt cảm thấy màn hình tối sầm. Ao đó bên trên có một hàng chữ lấp lánh, là tiếng Trung, xin cảm tạ số tiền anh đã tài trợ cho tiểu yêu tinh, tiền đã đến, anh có thể đi chết được rồi. Vẻ mặt Ngụy Gia Hoa chợt biến đổi lớn, hắn vội vàng gõ bàn phím điên cuồng, đáng tiếc là không chút hiệu quả, trên màn hình máy tính lại xuất hiện một dòng chữ, tính mạng của anh còn được 10 giây, bây giờ bắt đầu đếm ngược. 10. Một con số chiếm đầy màn hình. 9. 8. 7. Những con số này được nhảy không phát ra bất kỳ âm thanh gì nhưng Ngụy Gia Hoa nhìn vào đó mà sinh ra cảm giác khác thường, giống như có một người đang dùng loa phóng thanh gào vào tai mình, khoảnh khắc này hắn cuối cùng cũng sinh ra khủng hoảng. Người đâu, mau đến đây. Ngụy Gia Hoa đột nhiên giống lên. Trong biệt thự của Ngụy Gia Hoa có 8 tên bảo vệ nhưng lại có một hệ thống bảo vệ cực kỳ tối tân, theo lý thuyết thì chỉ cần có người tiến vào, hệ thống sẽ lập tức báo cảnh sát. Đến bây giờ Ngụy Gia Hoa vẫn còn chưa nghe thấy âm thanh báo cảnh sát, theo lý mà nói thì chưa có ai vào. Nhưng nếu dựa theo lẽ thường, Ngụy Gia Hoa chỉ cần kêu lớn, trong vòng một phút thì bảo vệ sẽ chạy đến trước mặt hắn. Nhưng bây giờ đã hơn một phút mà hắn vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì, không có tiếng bước chân, không có âm thanh nói chuyện, cả biệt thự cực kỳ yên tĩnh. Trong lòng Ngụy Gia Hoa chợt bùng lên cảm giác bất an cực kỳ dữ dội, hắn cầm lấy điện thoại ở bên cạnh, chuẩn bị báo cảnh sát. Nhưng khi hắn nhấc ống nghe lên thì phát hiện bên trong không có chút âm thanh nào, điều này làm hắn đoán ra được vấn đề, dây điện thoại đã bị cắt đứt. Ngụy Gia Hoa lại cầm lấy điện thoại di động, lần này hắn phát hiện không có tín hiệu, tất nhiên lúc này cảm giác sợ hãi đã không tự chủ được bùng lên dữ dội. Ai, là ai, đi ra cho tao. Ngụy Gia Hoa gào lên khó khống chế, lúc này hắn định rút ngăn kéo lấy súng ngắn ra ngoài. Khi bàn tay chạm vào ngăn kéo thì Ngụy Gia Hoa đột nhiên cảm nhận được cảm giác đau đớn dữ dội, hắn đưa mắt nhìn mà hoảng sợ kêu lên. Á! Ngụy Gia Hoa không thể nào không sợ hãi, vì hắn đột nhiên phát hiện tay phải của mình đã bị chặt đứt. Thằng ngu, mày muốn tìm anh sao? Một âm thanh truyền vào tai Ngụy Gia Hoa. Đây là địa phương quái quỷ gì? Tìm một con dao mà mất cả phút đồng hồ. Ngụy Gia Hoa đột nhiên quay người, sau đó hắn thấy một gương mặt không xa lạ gì. Mày là Hạ Thiên. Thằng ngu, anh đã nói sẽ chém mày thành 18 mảnh. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Ngụy Gia Hoa. Đừng tưởng rằng trốn đi xa thì ngon, anh nói cho mày biết,
thằng nào muốn làm tổn thương vợ anh, dù xa thế nào cũng chết tuốt. Chữ chết còn chưa nói xong thì Hạ Thiên đã vung đao chém về phía Ngụy Gia Hoa. Chương 850, điểm tâm trước khi dùng cơm. Một chiếc Toyota dừng bên đường, trong xe có hai tuyệt sắc mỹ nữ không tầm thường, một người tóc tím, một người tóc vàng, cả hai đều xinh đẹp phi phàm, đều gợi cảm mê người. Hai người này dĩ nhiên là Isabella và Mộc Hàm, khoảnh khắc này bọn họ đang đứng không xa cách ngôi biệt thự, nhưng bọn họ cũng không căng thẳng, cũng không lo lắng cho người đàn ông của mình vừa vào bên trong, vì bọn họ biết năng lực của hắn, biết hắn sẽ không gặp nguy hiểm. Nếu nói hai nàng lo lắng, có lẽ chỉ lo người đàn ông của mình làm ra động tĩnh quá lớn, các nàng hy vọng hắn có thể an phận một chút, lặng lẽ xử lý người và bỏ đi là được. Này, chúng ta tâm sự nhé. Isabella chủ động chào hỏi Mộc Hàm, từ khi gặp mặt đến bây giờ, các nàng hầu như chưa từng trò chuyện với nhau. Trò chuyện cái gì? Mộc Hàm dùng giọng không đếm xỉa hỏi một câu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ngôi biệt thự. Tuy nàng không lo lắng Hạ Thiên gặp nguy hiểm, nhưng nàng vẫn hy vọng hắn đi ra sớm một chút. Satan thật sự do cô giết sao? Isabella hỏi. Đúng vậy. Mộc Hàm nhàn nhạt trả lời. Cô đúng là lợi hại, ngay cả sát thủ đệ nhất thế giới cũng bị giết chết trong tay cô. Isabella than vãn sợ hãi. Giọng nói của Mộc Hàm vẫn rất bình tĩnh. Không phải tôi lợi hại, là chồng lợi hại, là cậu ấy làm tôi mạnh lên như vậy. Đúng vậy, chồng nhỏ rất lợi hại. Isabella gật đầu. Bây giờ tôi đã có thể so sánh với huấn luyện viên rồi. Mộc Hàm không nói gì thêm, nàng không có hứng thú với đề tài này. Này, xem ra cô rất quan tâm đến cậu ta. Isabella cũng không ngốc, tất nhiên nàng thấy tất cả tâm tư của Mộc Hàm đều đặt trên người Hạ Thiên, vì vậy mà không có hứng thú nói chuyện với nàng. Cậu ta là chồng tôi quan tâm đến cậu ấy là đương nhiên. Mộc Hàm khẽ trả lời. Cậu ấy rất lăng nhăng, cô không tức giận sao? Isabella dùng giọng tò mò hỏi. Cậu ấy rất tốt với tôi, điều này là đủ rồi. Giọng điệu của Mộc Hàm vẫn rất bình tĩnh. Vậy cô định như vậy cùng hắn cả đời sao? Isabella hứng thú hỏi. Mộc Hàm cuối cùng cũng quay đầu nhìn Isabella. Cô không muốn cùng ở cả đời với cậu ấy sao? Cũng không phải. Isabella lắc đầu. Tôi tình nguyện ở cùng với chồng nhỏ, nhưng tôi là sát thủ, khó nói có thể sống được bao lâu, chưa hẳn có thể ở bên cậu ấy cả đời. Nhưng chỉ cần tôi không chết, tôi sẽ làm phụ nữ của hắn. Như vậy chẳng phải là cả đời rồi sao? Mộc Hàm thản nhiên nói. Isabella suy nghĩ rồi khẽ gật đầu. Cũng đúng, nhưng tôi có thói quen xem cả đời chỉ là vài chục năm. Cô tin tôi đi. Chồng sẽ làm cho cả đời của cô còn dài thêm ra. Mộc Hàm khẽ nói. Cũng đúng, lần trước ở thủ đô, nếu không có chồng nhỏ thì tôi và huấn luyện viên có phân nửa là đã chết. Isabella thật sự tin tưởng, nàng suy nghĩ rồi nhớ đến một sự kiện. Này, tôi thương lượng với cô một chuyện, thế nào? Chuyện gì? Mộc Hàm hỏi. Đợi đến khi chồng đi ra, chúng ta cùng đến New York nhé. Isabella nhanh chóng nói. Tôi và huấn luyện viên đã hẹn ước với nhau, chậm nhất là ngày mai sẽ tụ hợp với chị ấy, từ đây lái xe sang New York chỉ mất 6-7 tiếng, nếu tôi tiếp tục ở lại thì sẽ không kịp. Nhưng nếu đêm nay chúng ta cùng đến New York, như vậy sẽ không còn gì phải lo lắng, tôi có thể ở cùng cậu ấy vài giờ, sau đó tới kịp để tụ tập với huấn luyện viên. Không có vấn đề. Mộc Hàm hầu như không suy nghĩ, nàng lập tức đồng ý. Isabella chợt ngây người. Nàng cũng không ngờ Mộc Hàm lại đồng ý sảng khoái như vậy. Chồng xử lý tên kia ở đây, tuy tạm thời không bị ai phát hiện ra nhưng chúng ta bỏ đi vẫn tốt hơn, chúng ta sẽ sang New York, sau đó từ New York về nước, như vậy sẽ an toàn hơn. Mộc Hàm giải thích một câu, sau đó nàng lại bổ sung. Nếu cô thật sự muốn cùng ở với chồng, lát nữa tôi lái xe, cô có thể ra phía sau. Cô quả thật quá tốt với chồng nhỏ. Isabella có chút kinh ngạc. Mộc Hàm rõ ràng tình nguyện lái xe để cho một người phụ nữ ra sau xe, yêu, với chồng mình, điều này thật sự vượt ra ngoài dự đoán của Isabella. Mộc Hàm cười nhạt một tiếng, nàng không nói gì thêm. Vợ, chị Isabella, tôi đã về. Đúng lúc này một âm thanh quen thuộc truyền vào tai hai người, sau đó trong xe có thêm một người. Chồng, sự việc giải quyết xong chưa? Mộc Hàm hỏi. Xong, tên ngốc đã đi đời. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Chồng, bây giờ chúng ta đi New York, sau đó từ New York về nước. Mộc Hàm còn nói thêm. Được,
dù sao tôi cũng cảm thấy ở đâu cũng như nhau. Hạ Thiên cũng không có ý gì đặc biệt, dù sao ở Toronto hay New York thì hắn đều quen thuộc. Mà Isabella cũng nhanh chóng phát hiện một điều, thật ra Mộc Hàm đã sớm có dự định đi New York, vì Mộc Hàm đã đặt hành lý sẵn lên xe, cũng đã trả phòng khách sạn. Bây giờ ba người căn bản không cần quay về khách sạn mà trực tiếp xuất phát. Tình cảnh lúc này giống như những gì trước đó Isabella và Mộc Hàm đã thương lượng, Isabella ra sau ngồi, Mộc Hàm ở phía trước lái xe. Nhưng Isabella cũng thật sự không làm ra hoạt động, mãnh liệt gì với Hạ Thiên. Chồng nhỏ, tôi và Mộc Hàm đã chuẩn bị bữa tiệc lớn cho cậu, nhưng trước khi ăn tiệc lớn thì tôi muốn ngủ một giấc. Isabella nũng nịu nói một câu như vậy rồi nằm trên người Hạ Thiên, không bao lâu sau đã tiến vào mộng đẹp. Chồng, cậu cũng có thể ngủ, khi đến New York tôi sẽ thông báo. Mộc Hàm vừa lái xe vừa nói. Hạ Thiên suy nghĩ, hắn phát hiện bây giờ ngoài ngủ ra thì chẳng còn gì để làm, vì vậy hắn ngủ trước rồi nói sau. Khi Hạ Thiên tỉnh lại thì đã là 4 giờ sáng, lúc này xe đã tiến vào thành phố New York, Isabella đã tỉnh lại từ trước. Thủ tục quá cảnh từ Canada sang Mỹ là rất đơn giản, dù là Isabella hay Mộc Hàm đều rất quen thuộc điều này, vì vậy mà dọc đường cả hai không gặp phải phiền phức gì, có thể nói là tương đối thuận lợi. 4 giờ rưỡi sáng, ba người tiến vào khách sạn Hilton thành phố New York. Tôi đi tắm rửa. Mộc Hàm chạy xe thời gian dài, nàng cảm thấy mỏi mệt, nàng nói xong thì đi ngay vào phòng tắm. Chồng nhỏ, xem ra bữa tiệc lớn phải đợi một lúc nữa mới được ăn. Trước tiên tôi cho cậu ăn điểm tâm đã. Khi thấy Mộc Hàm khuất trong phòng tắm thì Isabella cười cười, sau đó nàng dùng tư thế cực kỳ mê người để cởi quần áo của mình, rõ ràng món điểm tâm chính là Isabella. Khi thấy món ngon của Isabella thì Hạ Thiên cũng rất có hứng thú với bữa tiệc lớn sắp tới, không biết bữa tiệc lớn của Isabella có nghĩa là gì. Chương 851, Công chúa Sama. Khi Mộc Hàm từ trong nhà tắm đi ra thì phát hiện Isabella đang ngồi trên người Hạ Thiên và làm việc dữ dội, tất nhiên Isabella cũng phát hiện ra Mộc Hàm. Chồng nhỏ, bữa tiệc lớn đến rồi. Isabella nói, sau đó nàng vẫy tay với Mộc Hàm. Lên đây. Mộc Hàm có chút chần chừ, nhưng cuối cùng nàng vẫn bỏ khăn tắm và trườn lên giường. Lúc này Hạ Thiên cuối cùng cũng hiểu bữa tiệc lớn mà Isabella nói có ý nghĩa là gì, tất nhiên bữa tiệc này làm hắn cực kỳ hưng phấn. Hắn phản khách phi chủ, liên tục cắn nuốt những gì tươi đẹp trên bàn ăn, nhấm nháp những bộ vị ngon miệng nhất, làm việc không biết mệt. Một nữ sát thủ đỉnh cấp, một nữ đặc công đỉnh cấp, hai bên đạt thành ăn ý khó thể có được, cả hai dùng thân thể trưởng thành mềm mại để lấy lòng người đàn ông của mình. Trận vui vẻ cuồng hoan này mãi đến trưa mới chấm dứt, sau đó ba người ôm nhau ngủ. Hạ Thiên nằm với hai thân thể mềm mại, hắn ngủ rất ngon, mãi đến khi nghe thấy tiếng điện thoại mới tỉnh lại. Hạ Thiên mở to mắt và phát hiện Mộc Hàm vẫn còn nằm trong lòng mình, nàng vừa đặt điện thoại xuống, xem ra vừa rồi nàng nhận được điện thoại, còn Isabella thì không thấy bóng dáng. Chị Isabella lại chạy đi đâu rồi? Hạ Thiên bất mãn nói một câu. Mộc Hàm không nói gì, nàng không biết đang suy nghĩ điều gì. Vợ, sao vậy? Lúc này Hạ Thiên quay đầu nhìn Mộc Hàm. Tim của chị hình như đập nhanh hơn, có gì xảy ra sao? Chồng! Mị Nhi vừa điện thoại đến. Vẻ mặt Mộc Hàm có chút mất tự nhiên. Bộ trưởng Quốc phòng đang ở thăm New York, nghe nói những phần tử cấp tiến đưa ra lời uy hiếp. Tuy phía nước Mỹ nói sẽ hết sức bảo vệ an toàn cho bộ trưởng nhưng quân đội trong nước vẫn không yên tâm, vì vậy bọn họ hy vọng người của ám tổ có thể ra tay, bọn họ tin tưởng năng lực của thành viên ám tổ. Mộc Hàm dừng lại một chút rồi bổ sung. Thật ra đã có người bảo vệ nhưng bọn họ hy vọng tôi qua, trước kia tôi công tác ở Long Tổ. Thường xuyên ra nước ngoài chấp hành nhiệm vụ, vì vậy rất có kinh nghiệm. Mộc Hàm sở dĩ thường xuyên ra nước ngoài làm nhiệm vụ vì mái tóc vàng và làn da trắng tuyết, người ta dễ nghĩ rằng nàng là người nước ngoài, vì vậy dễ che giấu thân phận. Cũng vì thế mà Mộc Hàm thường xuyên xuất ngoại, dù là Mỹ hay Canada, nàng cũng rất quen thuộc. À, tên bộ trưởng kia khi nào mới về nước? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Nếu ông ta không ở lại quá lâu, chúng ta đi làm một chuyến cũng không sao. Đến lúc đó chúng ta theo ông ta quay về cũng được. Có lẽ hai ngày nữa ông ta sẽ về nước, vấn đề là, chồng, cậu không thể cùng đi theo tôi. Tâm tình của Mộc Hàm có hơi hạ thấp. Hạ Thiên có chút mơ hồ. Vì sao không thể đi? Vì cảnh sát nước Mỹ đang truy nã cậu. Mộc Hàm có chút bất đắc dĩ. Chồng,
không biết vì nguyên nhân gì mà sự việc cậu xử lý Ngụy Gia Hoa ở Toronto bị cảnh sát Canada tra xét ra được, hơn nữa bây giờ cậu được định vị là phần tử khủng bố, cảnh sát Mỹ và FBI đang truy nã cậu, vì vậy cậu căn bản không thể theo tôi đi gặp bộ trưởng. Không đi thì không đi, tự chúng ta quay về là được. Hạ Thiên cũng không quan tâm đến vấn đề này. Chồng, bây giờ cậu muốn về cũng không dễ dàng gì, cậu không thể bắt máy bay quay về, cậu đến sân bay sẽ bị phát hiện ra ngay, như vậy chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác mà thôi. Mộc Hàm lắc đầu. Mị Nhi đang tìm một đường khác để về nước, lát nữa sẽ có tin tức. Mộc Hàm đang nói thì điện thoại vang lên, nhưng không phải là Mị Nhi điện thoại đến, là đại sứ quán thúc giục nàng sang tụ hợp với bộ trưởng. Mộc Hàm không khỏi có chút lo lắng, chuyện bảo vệ bộ trưởng nàng phải làm, nhưng nàng cũng không thể ném Hạ Thiên ở đây, vì vậy nàng khá lo lắng. Mộc Hàm suy nghĩ rồi nhớ đến một người, là Isabella. Chồng, cậu biết số điện thoại của Isabella chứ? Mộc Hàm vội hỏi. Biết. Hạ Thiên trả lời. Mộc Hàm hỏi số, sau đó nàng gọi cho Isabella, nàng đi thẳng vào vấn đề. Chồng bây giờ đang bị truy nã, không thể bình thường quay về nước. Có biện pháp nào sao? Cô mau đưa chồng đến cảng New York. Isabella vội vàng nói. Bây giờ trên cảng New York có neo một du thuyền xa hoa tên là Công Chúa Sama, với năng lực của chồng thì muốn lên thuyền đó cũng không khó, chiếc thuyền đó sẽ đi đến Hong Kong, nhưng thời gian hơi dài, sợ rằng sẽ mất một tháng. Cô xác định sao? Mộc Hàm vội hỏi, chỉ cần quay về Hong Kong, như vậy về nước là rất dễ. Tất nhiên là xác định, nhưng các người phải nhanh lên. Nửa giờ sau du thuyền sẽ lên đường. Isabella thúc giục trong điện thoại. Được, chúng tôi sẽ đến ngay. Mộc Hàm không suy nghĩ nhiều, nếu đã không thể ngồi máy bay thì đi đường biển cũng xem là một lựa chọn tốt. Quan trọng là sau khi lên du thuyền sẽ chẳng ai đến thăm dò thân phận, với năng lực của chồng, lên đó là không khó. Mộc Hàm vội vàng thu thập hành lý, nàng kéo Hạ Thiên rời khỏi khách sạn. Vì không muốn cho người khác chú ý, nàng đội cho hắn một bộ kính râm. Khi Mộc Hàm đưa Hạ Thiên đến cảng New York thì nhanh chóng tìm được du thuyền Công Chúa Sama, lúc này nàng biết Isabella nói không sai. Chồng, cậu có biện pháp nào tiến lên du thuyền mà người ta không phát hiện ra không? Mộc Hàm chỉ vào du thuyền rồi hỏi Hạ Thiên. Vợ, phải lên con tàu kia đi một tháng sao? Hạ Thiên có chút không tình nguyện. Chồng, tôi rất muốn đi cùng cậu, nhưng bây giờ có nhiệm vụ, không đi được. Mộc Hàm cũng rất bất đắc dĩ. Nàng lập tức an ủi Hạ Thiên một câu. Nhưng chồng yên tâm, thật ra du thuyền rất thú vị, thứ gì cũng có, coi như cậu đi du lịch. Thú vị thật sao? Hạ Thiên cuối cùng cũng có hứng thú. Chồng, tôi sẽ không gạt cậu. Mộc Hàm khẽ nói. Du thuyền sắp đi, cậu mau đi lên, thứ này chỉ có thể ngộ mà khó cầu, nếu bỏ lỡ thì càng phiền toái. Được rồi. Hạ Thiên cũng không muốn chờ đợi ở nước ngoài, trong nước còn nhiều vợ đang chờ. Hạ Thiên biến mất trước mắt Mộc Hàm, chưa đến một phút sau thì điện thoại của Mộc Hàm đã vang lên, là Hạ Thiên điện thoại đến. Vợ, tôi đã lên thuyền. Hạ Thiên nói với Mộc Hàm trong điện thoại, đến lúc này nàng mới khẽ thở ra. Mộc Hàm đứng yên tại chỗ mãi đến khi du thuyền lên đường, sau đó nàng xoay người bỏ đi. Chương 852, sòng bạc không ra gì. Công chúa Sama nhanh chóng chạy ra khỏi cảng New York, chậm rãi đi trên chuyến hải trình mênh mông. Hạ Thiên lần đầu tiên được ngồi trên loại du thuyền xa hoa thế này, hắn đi dạo bên trên và phát hiện chỗ này có khá nhiều trò chơi. Trên du thuyền có sân golf, có bể bơi, có trung tâm thể hình, có tường leo núi, có sân trượt băng. Nhưng khốn nổi hắn lại chẳng thích thú với những thứ này. Ngoài những trò trên thì du thuyền còn có sòng bạc, tất nhiên đây là chỗ náo nhiệt nhất, không ít người vào đây chơi đùa. Hạ Thiên xuất hiện cũng không làm cho nhiều người chú ý. Thực tế cũng không mấy ai quan tâm người trên đây, vì phần lớn du khách trước khi lên thuyền đều đã được xét duyệt cực kỳ nghiêm khắc, sau khi lên rồi thì chẳng ai quản. Hạ Thiên tự tiện đi lên nhưng không ai biết rõ điều này, vì vậy chẳng ai đến đối chiếu thân phận thật sự của hắn. Du khách có nữ có nam, Hạ Thiên nhìn lướt qua, hắn không quen ai cả. Nhưng nhìn qua thì cũng có vài du khách người Hoa, có vài người đẹp ăn mặc gợi cảm mát mẻ, có người đi một mình, có người dựa trên người một tên đàn ông. Cậu Hạ sao? Khi Hạ Thiên còn đang nghĩ nên đi chơi cái gì thì sau lưng vang lên một âm thanh dò hỏi. Hạ Thiên quay đầu nhìn thì thấy một người đàn ông hơn 30, bộ dạng có chút hèn mọn bỉ ổi, nhưng Hạ Thiên thật sự có quen với đối phương,
chính là Ôn Sĩ Luân trước kia ngồi trên máy bay đã thua hắn 1 triệu. Cậu Hạ, đúng là cậu. Ôn Sĩ Luân đã nhìn thấy Hạ Thiên, cuối cùng xác nhận mình không nhận lầm người, vì vậy mà hắn rất vui. Cậu Hạ, sao cậu có mặt ở đây? Nhàm chán lên chơi chút cho vui. Hạ Thiên thuận miệng trả lời, hắn cũng không quá quen với Ôn Sĩ Luân, tất nhiên sẽ chẳng nói thật. Đúng là trùng hợp, nói thật, tôi cũng có ý định mời cậu lên đây chơi đùa, nhưng lúc đó đột nhiên cậu biến mất, tôi cũng không có cơ hội nói cho cậu biết, nhưng không ngờ cậu Hạ lại có kế hoạch lên đây. Ôn Sĩ Luân có vẻ rất hưng phấn. Cậu Hạ, chúng ta đi chơi vài ván, đúng rồi, cậu đổi các chưa? Chưa, đi đổi ở đâu? Hạ Thiên thật ra cũng không hiểu trò này. Ở bên kia, nhưng chỗ này chỉ cần tiền mặt, không dùng chi phiếu, cũng không thể dùng thẻ tín dụng. Ôn Sĩ Luân chỉ về phía sòng bạc, đồng thời giới thiệu tình huống với Hạ Thiên. Hạ Thiên sờ vào túi, hắn lấy ra chi phiếu 1 triệu, cũng chính là chi phiếu của Ôn Sĩ Luân, hắn thật sự không có tiền mặt. Anh có cắc không? Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó hắn hỏi Ôn Sĩ Luân. À, tôi vừa đổi 1 triệu cắc, bây giờ chỉ còn 10 ngàn, đang chuẩn bị đổi thêm. Ôn Sĩ Luân xấu hổ nói. Anh cho tôi mượn 10 ngàn cắc, chút nữa sẽ trả lại. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào chiếc bạc cách đó không xa. Tôi sẽ thắng chút cắc. À, được. Ôn Sĩ Luân chợt ngẩn ngơ, sau đó hắn lấy cắc ra đưa cho Hạ Thiên, hắn thấy Hạ Thiên có hứng thú với bản quay, vì vậy nói. Chỗ đó mức đặt cược nhỏ nhất là 10 ngàn, cắc này chỉ đánh cược được một lần mà thôi. Không sao, dù thế nào tôi cũng thắng, không thua. Hạ Thiên không quan tâm, hắn đi đến, đặt cắc lên bàn, là con số 9. Ôn Sĩ Luân thấy tình cảnh như vậy mà không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ tiểu tử kia may mắn nghịch thiên, đánh gì thắng đó. Ôn Sĩ Luân lập tức phát hiện ra vận may của Hạ Thiên là nghịch thiên. Chiêu thức của Hạ Thiên lập tức hấp dẫn sự chú ý, tất nhiên phần lớn chỉ liếc mắt nhìn, cũng không quá quan tâm, dù sao trong mắt bọn họ thì tên này chỉ may mắn mà thôi. Tỷ lệ đặt cược là 1 và 35, Hạ Thiên đặt 10 ngàn, hắn lập tức có 350 ngàn. Khi bàn quay bắt đầu chuyển động thì Hạ Thiên trực tiếp đưa 350 ngàn lên mặt bàn, lần này là số 18. Khi thấy Hạ Thiên đặt như vậy thì đám người bên cạnh cuối cùng cũng chú ý, ai cũng nghị luận này nọ, nhưng hắn không hiểu nên mặc kệ. Khi bàn quay dừng lại ở con số 18, đám khách than vãn sợ hãi, cứ như vậy mà sau 2 lần đặt cược, 10 ngàn thành hơn 10 triệu. Khi Hạ Thiên lại chuẩn bị đặt tất cả số các hiện có thì Ôn Sĩ Luân ở bên cạnh nhắc nhở. Cậu Hạ, dựa theo quy củ thì vượt qua 10 triệu sẽ không thể tiếp tục. Cái gì vậy? Người nào mở sòng bạc trời ơi vậy? Hạ Thiên có chút bất mãn, hắn mới chơi 2 ván, sao lại không thể chơi được? Đúng lúc này một người đàn ông ngoại quốc hơn 30 đi về phía Hạ Thiên, hắn mở miệng nói huyên thuyên vài câu, tất nhiên Hạ Thiên nghe không hiểu. Cậu Hạ, đây là tùy tùng của Hoàng tử Bai Di, anh ta nói Hoàng tử Bai Di muốn mời cậu vào bên trong chơi bài. Ôn Sĩ Luân phiên dịch. Giọng điệu có chút kích động. Cậu Hạ, bên trong có ván bài lớn, thấp nhất là 10 triệu, cậu có muốn vào thử không? Vào. Hạ Thiên đồng ý ngay, chỉ cần được chơi, dù đi đâu cũng được, nếu không thời gian kế tiếp sẽ rất nhàm chán. Ôn Sĩ Luân cùng nói vài câu tiếng Anh với người đàn ông ngoại quốc kia, sau đó hắn chủ động giúp Hạ Thiên thu dọn các và đi vào một gian phòng nhỏ. Bên trong có một bàn tròn khá lớn, đã có 5 người ngồi, cả 5 đều là đàn ông. Có một người hoa da vàng như Hạ Thiên, chừng 50, có hơi béo, bộ dạng thừa dinh dưỡng. Trong phòng có 10 người đẹp trẻ tuổi, có 12 người mặc bikini, dáng người tương đối khá, ngũ quan tuy không tính là tuyệt đẹp nhưng rất đoan chính, nhưng người đẹp đến từ khắp nơi, đủ mọi màu da. Một người duy nhất không phải mặc bikini có độ tuổi không lớn, mặc váy dài, vóc dáng cao gầy, dù chiếc váy làm thân thể không bộc lộ rõ ràng nhưng vẫn đủ thấy nàng không kém các người đẹp bikini kia. Hơn nữa gương mặt nàng lại thắng các cô gái vài cấp, không thể nghi ngờ trong số các người đẹp thì nàng mới thật sự là tuyệt sắc. Người đẹp váy dài này không đứng cùng chỗ với 12 người đẹp bikini, nàng đứng bên cạnh một người đàn ông hơn 20. Đúng lúc này người đàn ông tỏ ý mời Hạ Thiên ngồi xuống, sau đó dùng Anh ngữ nói một câu gì đó. Hắn nói xong thì 4 người đàn ông còn lại đều nhìn về phía 12 người đẹp mặc bikini. Chương 853, tôi muốn cô ta. Hạ Thiên nghe chẳng hiểu gì cả nhưng Ôn Sĩ Luân thì dùng giọng có chút hưng phấn, có chút hâm mộ nói với Hạ Thiên. Cậu Hạ, Hoàng tử Bai Di nói cậu có thể chọn một trong 12 người đẹp kia để xem bài,
lát nữa dù thắng hay thua thế nào thì cậu cũng có thể đưa cô ta đi, đêm nay cô ấy sẽ qua đêm với cậu. Lúc này đám người bên kia đã bắt đầu lựa chọn đầu tiên là người đàn ông da vàng khoảng 50, lão chọn một người đẹp ngực lớn nhất. Ba người đàn ông còn lại cũng có sự lựa chọn, một người đàn ông tóc vàng chọn cô gái tóc đen, một người đàn ông đầu đen mắt xanh chọn cô gái tóc vàng, tên cuối cùng lại chọn một người đẹp hơi gầy. Bốn người đẹp đã có chủ đều tỏ ra mừng rỡ, sau đó đều đi đến trước mặt người đàn ông của mình, bọn họ hầu như đồng thời cho người đàn ông của mình một nụ hôn nóng bỏng, trong miệng còn nói gì đó. Lúc này người đàn ông trẻ tuổi lại mở miệng, Ôn Sĩ Luân lại nói rõ ý nghĩa cho Hạ Thiên, hắn tranh thủ nhắc nhở. Cậu Hạ, cậu nên chọn đi. Khi thấy Hạ Thiên do dự thì Ôn Sĩ Luân không khỏi nói một câu. Cậu Hạ, các cô ấy đều là người đẹp được tuyển chọn ra, dáng người không thể che, cậu tùy tiện chọn một cô, đảm bảo tối nay sẽ tha hồ hưởng thụ. Tôi không thích ai cả. Hạ Thiên bĩu môi. Mặt không đẹp, dáng người cũng bình thường, kém xa vợ tôi. Anh bạn, chơi đùa mà thôi, không cần đưa ra yêu cầu quá cao, công phu trên giường của các cô ấy khó thể chê được, bao cậu hưởng thụ trong sung sướng. Lúc này người đàn ông da vàng chợt mở miệng, hắn nói tiếng Trung, điều này làm cho Hạ Thiên xác nhận đối phương là người Hoa. Ôn Sĩ Luân ngược lại không biết nói gì, hắn đã từng gặp vợ của Hạ Thiên trên máy bay, cô tiếp viên hàng không kia thật sự quá đẹp, không ai phản đối điều này, dáng người cũng tuyệt đối hùng mạnh hơn 12 người đẹp này. Cũng khó trách Hạ Thiên bắt bẻ như vậy. Thà ít mà tốt, tôi cũng không giống như ông, loại phụ nữ nào cũng muốn. Hạ Thiên trừng mắt nhìn người đàn ông người Hoa, hắn bất mãn nói. Người đàn ông chợt có chút mất hứng. Này cậu trai, tôi chỉ hảo tâm khuyên cậu một câu mà thôi. Hạ Thiên cũng không quan tâm, sau đó hắn dùng tay chỉ vào một người đẹp. Tôi muốn cô ấy. Khi thấy hành động của Hạ Thiên thì vẻ mặt đám người nơi đây chợt biến đổi. Vẻ mặt hoàng tử Bai Di cũng biến đổi lớn, đơn giản là người đẹp Hạ Thiên muốn chính là cô gái đứng bên cạnh hắn. Cậu Hạ, cậu không thể chọn cô ấy. Ôn Sĩ Luân vội vàng nói. Cậu chỉ có thể chọn 12, không, bây giờ là 8, chọn một trong số 8 người đẹp. Tên đàn ông người Hoa cũng liếc mắt nhìn Hạ Thiên, trong lòng thầm mắng người, tiểu tử ngốc kia thật sự không biết sống chết. Còn bê người đàn ông ngoại quốc khác. Khi biết Hạ Thiên muốn người đẹp váy dài đứng bên cạnh hoàng tử Bai Di thì cảm thấy bội phục, người này đúng là lớn gan, dám nói ra những gì bọn họ không dám làm. Tất nhiên bọn họ cũng đồng tình với những gì Hạ Thiên sắp gặp phải, người này sắp cách cái chết không xa. Sao không thể chọn cô ấy? Hạ Thiên có chút mất hứng. Tôi chỉ muốn chọn cô ấy, chỉ cô ấy mới xứng đáng làm vợ tôi. Cậu Hạ, bây giờ không phải là chọn vợ, chỉ là chọn một người đẹp chơi đùa mà thôi. Ôn Sĩ Luân nói một câu, sau đó hắn dùng tiếng Anh nói với hoàng tử Bai Di, mà Hạ Thiên thì chẳng biết Ôn Sĩ Luân đang nói gì. Hạ Thiên dùng giọng chân thành trả lời. Tôi không muốn chơi đùa với phụ nữ, tôi chỉ muốn tìm vợ. Đúng là ý nghĩ quái lạ, cậu muốn cô ấy làm vợ mình sao? Người đàn ông người Hoa không nhịn được phải mở miệng. Cậu cho rằng chỉ riêng mình muốn cô ấy làm vợ sao? Trên đời này có mấy người đàn ông không muốn, nể mặt là đồng hương. Tôi khuyên cậu nên xin lỗi hoàng tử Bai Di, có lẽ như vậy sẽ giữ được mạng nhỏ của mình. Ngu ngốc, im miệng cho tôi. Hạ Thiên trừng mắt nhìn người đàn ông kia. Có tin tôi ném ông xuống thuyền không? Cậu, tên đàn ông người Hoa cực kỳ tức giận, sau đó hắn hử lạnh một tiếng. Nếu cậu đã muốn chết, tôi cũng không cản. Cậu Hạ, việc này thật sự không được, cậu nên tranh thủ thời gian lựa chọn, vừa rồi tôi đã giải thích với hoàng tử Bai Di. Nói đây là lần đầu tiên cậu tham gia hoạt động thế này, vì vậy mà không hiểu quy củ. Hoàng tử Bai Di tạm thời thông cảm cho cậu, nhưng nếu cậu cứ tiếp tục làm loạn thì sẽ rất phiền. Ôn Sĩ Luân có chút lo lắng nói. Không được, tôi muốn cô ấy. Hạ Thiên lại tỏ ra cứng đầu, hắn dùng tay ngoắc người đẹp váy dài, còn nói một câu. Này, cô đến ngồi bên cạnh tôi. Người đẹp váy dài há miệng nói cái gì đó, giọng điệu có chút mượt mà dễ nghe. Nhưng đáng tiếc là Hạ Thiên chẳng hiểu gì. Điều này làm hắn cảm thấy buồn bực, nếu không tìm cách liên hệ được với vợ thì thật sự phiền phức. Trên mặt hoàng tử Bai Di có dấu hiệu phẫn nộ, hắn mở miệng nói một câu gì đó, sau đó tên tùy tùng lập tức có hành động, hắn bước nhanh đến trước mặt Hạ Thiên, vung tay muốn chụp vai hắn hất ra ngoài. Hạ Thiên thuận tay chụp lấy điện thoại, hắn tiện tay hất lên, người này văng ra khỏi phòng. Ôn Sĩ Luân khóc không ra nước mắt. Trước đó 10 phút hắn mừng rỡ vì thấy Hạ Thiên,
cũng vì trước đó mừng rỡ mà mới có ác mộng vào lúc này, nếu không tốt có thể vì Hạ Thiên mà bỏ thân ngoài biển. Chiêu thức của Hạ Thiên làm đám người trong phòng cảm thấy ngoài ý muốn, hơn 10 người đẹp mặc bikini chợt hô lên kinh hoàng, mà người đẹp váy dài thì nhìn Hạ Thiên bằng ánh mắt có thêm vài phần hiếu kỳ, cặp mắt của nàng lúc này có hơi sáng lên. Vài tên đàn ông chạy đến, sau đó cùng phóng về phía Hạ Thiên. Tất nhiên Hạ Thiên vẫn ngồi yên, căn bản không động, hắn chỉ tùy ý vung tay vài lượt, đám đàn ông bay ra khỏi phòng. Lúc này vẫn có rất nhiều đàn ông từ bên ngoài chạy vào, đúng lúc này người đẹp váy dài lại nói vài câu, đám đàn ông chợt dừng lại, ai cũng nhìn về phía hoàng tử Bai Di. Hoàng tử Bai Di khẽ nói vài câu với người đẹp váy dài, sau đó phất tay bảo mọi người bỏ đi, cuối cùng nhìn Hạ Thiên và nói một câu. Nghe được câu nói đó thì trong phòng có hơn 10 ánh mắt nhìn Hạ Thiên, có kinh ngạc, có ghen ghét, ngay cả Ôn Sĩ Luân cũng sinh ra cảm giác từ địa ngục lên thiên đường. Cậu Hạ, lần này cậu ngon rồi. Ôn Sĩ Luân không thể ức chế hưng phấn. Chương 854, cho rằng đó là vợ của hắn. Hắn nói gì vậy? Hạ Thiên vẫn rất mơ hồ, lúc này hắn mới phát hiện không biết ngoại ngữ chẳng có gì là tốt, cũng không biết có phải hoàng tử Bai Di kia đang mắng hắn hay không. Cậu Hạ, công chúa Sama rất có hứng thú với cậu, cô ấy tình nguyện tạm thời giúp cậu, nếu chút nữa cậu thật sự chiến thắng, lát nữa cậu có thể đưa cô ấy về phòng, chỉ cần của hồi môn của công chúa cũng đủ cho cậu có một cuộc sống xa hoa sung sướng. Ôn Sĩ Luân vẫn có chút kích động. Cậu thật sự quá can đảm, ngay cả công chúa Sama cũng muốn, mà vận may của cậu cũng quá khủng. Công chúa Sama rất có hứng thú với những biểu hiện vừa rồi của cậu. Đây là một công chúa vừa đẹp vừa có tiền, sợ rằng sẽ bị cậu chụp vào tay. Hạ Thiên nhìn người đẹp váy dài, sau đó hắn dùng giọng kỳ quái hỏi. Cô ta là công chúa sao? Là em của tên hoàng tử Bai Di kia à? Tôi còn tưởng rằng đó là vợ hắn. Ôn Sĩ Luân không khỏi ngẩn ngơ. Sau đó hắn hạ giọng nói. Cậu Hạ, cậu không biết công chúa Sama sao? Vậy sao cậu lại chọn cô ấy? Đơn giản thôi, cô ấy xinh đẹp nhất, lại còn là xử nữ. Hạ Thiên ra vẻ đương nhiên. Tôi không chọn cô ta, chẳng lẽ chọn đám quái gì kia sao? Hạ Thiên nói đến đây thì dùng giọng bất mãn nói với người đẹp váy dài. Này, sao còn chưa qua đây? Ôn Sĩ Luân không biết nói gì hơn, tên này đúng là quá trâu chó. Nhưng khốn nổi tiểu tử kia chẳng nhận ra công chúa Sama mà lại biết nàng là gái trinh sao. Còn nữa, tiểu tử kia trước đó còn cho rằng công chúa Sama là vợ của hoàng tử Bai Di, như vậy mà vẫn còn muốn, điều này chẳng phải có gan cướp vợ của hoàng tử Bai Di sao. Người đẹp váy dài vốn không hiểu lời nói của Hạ Thiên, nhưng nàng lại hiểu ý. Lúc này trên gương mặt xinh đẹp động lòng người chợt xuất hiện nụ cười ngọt ngào, còn mang theo chút hương vị dí dỏm, nàng khẽ nói một câu với hoàng tử Bai Di. Sau đó đi vòng quanh bàn đến bên Hạ Thiên. Công chúa Sama đi rất chậm, tư thái ẩn giấu một loại thiết tấu, dù chỉ là bước đi cũng làm người ta sinh ra ảo giác, giống như không phải nàng đang đi, mà đang khiêu vũ. Trước đó công chúa Sama đứng đó chỉ làm người ta cảm thấy gương mặt nàng rất đẹp, ánh mắt tuyệt vời, thân hình xuất sắc. Tuy những thứ đó cũng đủ áp đảo bốn phía, nhưng hình như cũng không quá mức làm người ta cảm thấy kinh ngạc. Đến bây giờ nàng di động, cơ thể chợt thay đổi. Trên người chợt có một luồng khí chất linh động, hoạt bát, nhưng không mất đi cái cao quý, trang nhã. Đến bây giờ Hạ Thiên mới tin đối phương là một công chúa. Khoảnh khắc này cả gian phòng đều bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của công chúa Sama, trong mắt hoàng tử Bai Di có cái nhìn sủng ái, đám đàn ông khác thì rất hâm mộ, cũng có chút dâm tục, còn đám người đẹp mặc bikini, phần lớn là ghen ghét. Hạ Thiên cũng nhìn chằm chằm vào công chúa Sama, lúc này hắn bắt đầu bội phục mình. Ánh mắt mình quả nhiên tốt như vậy, chọn được một bà vợ tốt. Điều duy nhất không hoàn mỹ chính là vợ nói hắn không hiểu, xem ra hắn phải cho nàng học tiếng Trung, sau đó sẽ tha hồ làm vợ. Người phục hồi tinh thần lại sớm nhất trước mị lực kinh người của công chúa Sama chính là Ôn Sĩ Luân, cũng không phải hắn chẳng thích công chúa, nhưng hắn rất biết mình biết người, biết mình chẳng có năng lực, cũng không hy vọng xa vời. Khi thấy công chúa Sama đến trước mặt Hạ Thiên, Ôn Sĩ Luân nghĩ Hạ Thiên chắc không hiểu rõ về lai lịch của nàng, vì vậy nhìn không được phải nhắc nhỏ một câu. Cậu Hạ, công chúa Sama là em gái được hoàng tử Bai Di thương yêu nhất, cậu đừng nên làm những chuyện quá phận. Ôn Sĩ Luân không thể nói thêm được nữa, vì hắn còn chưa kịp nói xong thì Hạ Thiên đã làm một hành động kinh người, chỉ thấy hắn vung tay kéo công chúa Sama, sau đó cứ đặt nàng lên đùi như vậy. Yên tâm, cô ấy bây giờ là vợ tôi sẽ đối xử tốt. Sẽ không làm gì quá phận.
Hạ Thiên lại nghe rõ những lời nhắc nhở của Ôn Sĩ Luân, hắn quay lại nói một câu. Ôn Sĩ Luân không biết nói gì, như vậy còn chưa quá phận. Bây giờ hắn chỉ hy vọng Hoàng tử Bai Di sẽ không nổi giận, nếu không sẽ phiền toái lớn. Lúc này đám người trong phòng cũng dùng ánh mắt quái dị nhìn Hạ Thiên, Hoàng tử Bai Di khẽ cau mày, trên mặt có chút bất mãn. Đúng lúc này công chúa Sama lại cười khúc khích, nàng nói một câu với Bai Di, vì vậy mà vẻ mặt Bai Di mới hỏa hoãn trở lại. Hạ Thiên nghe không hiểu những điều này, nhưng hắn có thể cảm thấy công chúa Sama rất vui vẻ, vì vậy tâm tình của hắn cũng không tồi, hắn cảm thấy nàng thích được mình ôm như vậy. Đám người còn lại nghe lời nói của công chúa Sama cũng chẳng biết nói gì hơn, vì nàng nói rất đúng. Hắn thật sự rất lớn gan, tôi rất thích. Quả nhiên là lớn gan chết người. Lúc này Hạ Thiên đang ngửi ngửi thân thể của công chúa Sama, hắn phát hiện mùi trên ngựa oi nàng rất dễ chịu, hình như là mùi thơm đặc biệt của cơ thể, nhưng lại rất khác biệt với Tôn Hinh Hinh. Trước nay mùi hương của Tôn Hinh Hinh rất dễ làm người ta phấn khích, nhưng mùi hương của công chúa Sama lại giống như có công năng làm người ta an thần. Hoàng tử Bai Di lúc này mở miệng nói chuyện, tất nhiên cũng không phải nói với Hạ Thiên, hắn nói cho tất cả mọi người, ván bài bắt đầu. Hoàng tử Bai Di nói ra vài quy tắc đơn giản, Ôn Sĩ Luân tập trung tinh thần chuẩn bị biên dịch cho Hạ Thiên. Thật ra cũng chỉ là trò poker Texas, quy tắc ai cũng hiểu, tất nhiên cũng không cần nhiều lời. Hoàng tử Bai Di ra quy định tiền cược thấp nhất là 100.000, không hạn chế mức cao nhất. Sau khi 6 người mà kể cả là Hạ Thiên cũng hiểu thì cuộc chơi bắt đầu. Chị giúp tôi đặt cược, muốn bao nhiêu cũng được. Hạ Thiên cười hì hì nói với công chúa Sama đang ngồi trên đùi. Ôn Sĩ Luân tạm thời phiên dịch cho Hạ Thiên, công chúa Sama nghe được như vậy thì nở nụ cười ngọt ngào, sau đó nàng làm ra một động tác làm người người ghen ghét, nàng đưa môi đảo hôn lên mặt Hạ Thiên. Ngay cả hoàng tử Bai Di lúc này cũng hối hận, hắn không nên cho tiểu tử kia tham gia ván bài, bây giờ còn chưa chơi bài nhưng em gái hắn thương yêu nhất đã mất, có thể nói là thua ngay từ đầu. Chương 855, đánh bài nghịch thiên. Sự thật chứng minh hai người có rào cản ngôn ngữ vẫn phối hợp rất ăn ý ở nhiều chuyện, ví dụ như bài bạc. Hạ Thiên hầu như không trực tiếp tham gia tất cả ván bài, vì có chuyên gia chia bài, điều này không cần hắn quan tâm, cũng có công chúa Sama hỗ trợ đặt cược, vì thế lại càng không quan tâm. Hắn cũng chẳng cần để ý công chúa Sama đặt cược bao nhiêu, dù sao hắn cũng có rất nhiều các, công chúa Sama thích đặt thế nào cũng được. Hạ Thiên sở dĩ để công chúa Sama đặt cược thật ra cũng có nguyên nhân. Hắn không quá hiểu rõ quy tắc của bài poker Texas, nhưng ai cũng cho rằng hắn hiểu. Tất nhiên điều quan trọng nhất là bài lớn hay nhỏ, thứ này thì hắn biết. Công chúa Sama rõ ràng rất tinh thông thứ này, nhưng nàng nhanh chóng phát hiện trình độ đánh bài của mình không cần sử dụng đến làm gì. Dù rất nhiều người nói poker Texas quan trọng nhất là kỹ thuật, vận may chỉ là một phần mà thôi, nhưng khi vận may của một người tốt đến mức nghịch thiên thì cái gọi là kỹ thuật không đáng nhắc đến, chẳng thể dùng làm gì được. Bây giờ Hạ Thiên chính là một người vận may nghịch thiên như vậy, dù Ôn Sĩ Luân đã từng được thấy vận may nghịch thiên của Hạ Thiên trên máy bay, nhưng lúc này hắn vẫn cảm thấy cực kỳ thái quá. Một người ngẫu nhiên gặp may chỉ là chuyện tầm thường, nhưng nếu liên tục có vận may thì quá giải dối, nhưng sự việc như vậy lại phát sinh trên người Hạ Thiên. Mỗi lần phát bài thì Hạ Thiên đều căn bản không cần nhìn bài tẩy, công chúa Sama chỉ biết đặt cược cho hắn, nàng cũng không xem bài. Mãi đến thời điểm xem bài thì Hạ Thiên mới mở ra. Mà điều nghịch thiên nhất chính là bài của hắn ít nhất cũng có hai đôi. Khi người khác có hai đôi thì hắn lại có sắm cô, điều làm cho người ta cảm thấy tan vỡ chính là Hạ Thiên thường xuyên có sắm cô, 10 ván thì có 6 ván sắm cô, vì vậy mà ngay từ khi bắt đầu hắn đã không thua. Thấy hắn quá may mắn thì công chúa Sama cũng không úp bài, liên tục đặt cược, vì vậy mà kết quả rất dễ hiểu, các của bọn họ ngày càng nhiều, mà các của người khác thì ngày càng ít. Sau nửa giờ đã có người không gánh được. Vì thua sạch mà knock out. Một giờ sau lại có hai vị khách ra đi, lúc này trên bàn chỉ còn lại ba người, một là hoàng tử Bai Di, hai là người đàn ông người Hoa, người này rất cẩn thận, hầu như ván nào cũng úp bài, vì vậy chưa từng thua. Người thua nhiều nhất chính là hoàng tử Bai Di, vì hắn tài lực hùng hậu nên các vẫn còn rất nhiều, vì thế nhìn qua có vẻ thua không hết. Lại tiếp tục một ván bài, hoàng tử Bai Di vẫn bảo trì phong cách của mình, không úp bài, liên tục theo. Lúc này tên đàn ông người Hoa cũng đổi phong cách, liên tục theo bài. Tất nhiên công chúa Sama sẽ chẳng yếu thế, nàng liên tục theo. Cuối cùng tên đàn ông người Hoa dứt khoát tố tất cả. Ha ha ha, sảnh đồng chất.
Khi xem bài thì tên đàn ông người Hoa cuối cùng cũng không thể ức chế cảm giác vui mừng như điên, hắn nhịn không được phải đứng lên. Tiểu tử, nhìn cậu thắng cả buổi tối, lúc này nên nhổ tiền ra rồi chứ. Đám người knockout ở bên cạnh quan sát, khi thấy tên đàn ông người Hoa mở bài ra sảnh đồng chất thì rất vui sướng. Không phải vì bọn họ có quan hệ tốt với tên đàn ông người Hoa, vì bọn họ nãy giờ luôn bại trong tay Hạ Thiên, vì vậy trở thành công địch của Hạ Thiên. Ngu ngốc! Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tên đàn ông người Hoa, lúc này công chúa Sama cũng lật bài tẩy của hắn ra, vì vậy mà vẻ mặt của tên đàn ông người Hoa chợt biến đổi lớn, sau đó chán nản ngồi xuống. Đám người khác thì không khỏi thầm than sợ hãi, Ôn Sĩ Luân thì cực kỳ cảm khái, đúng là nghịch thiên. Tiểu tử kia quả nhiên không khoác lác trên máy bay, vận may của hắn đúng là quá nghịch thiên, người ta là sảnh đồng chất, hắn cũng là sảnh đồng chất nhưng đứng trên cao nhìn xuống, vẫn là hắn thắng. Chụt! Công chúa Sama hôn lên mặt Hạ Thiên một cái, tuy nàng không thiếu tiền nhưng ai mà chẳng thích cảm giác chiến thắng. Hơn nữa bây giờ trước mặt nàng đã là cả trăm triệu, hơn nữa còn là tiền đô la Mỹ, đây là một con số cực kỳ lớn. Tên đàn ông người Hoa dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Thiên, hắn cũng đứng dậy, trên chiếu bạc chỉ còn lại một mình Hạ Thiên và hoàng tử Bai Di. Không chơi, thắng hoài, chẳng có ý nghĩa gì nữa. Hạ Thiên lúc này mở miệng nói. Ôn Sĩ Luân vội vàng phiên dịch những lời Hạ Thiên, sau khi lấy được câu trả lời của hoàng tử Bai Di thì hắn chuyển cáo lại cho Hạ Thiên. Cậu Hạ, hoàng tử Bai Di đồng ý chấm dứt ván bài, bây giờ cậu có thể dùng các đi đổi tiền. Đều cho em, nhiều tiền như vậy cầm vào chẳng tốt đẹp gì, anh không muốn. Hạ Thiên nói một câu với công chúa Sama. Cái gì? Người đón lời không phải là Ôn Sĩ Luân, chính là tên đàn ông người Hoa đã thua sạch tiền. Cậu điên rồi à? Chỗ đó cũng cả trăm triệu đô, cậu cho cô ta cả sao? Liên quan gì đến ông? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn tên đàn ông người Hoa, hắn không có cảm tình gì với đối phương. Tiền tôi cho ai là chuyện của tôi, hơn nữa cô ấy là vợ của tôi, cho cô ấy thì có liên quan gì? Ông còn lắm lời tôi cho ăn đòn bây giờ. Tên đàn ông người Hoa dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Thiên, hắn không nói gì nữa mà bắt chuyện với hoàng tử Bai Di, cuối cùng ôm người đẹp ngực lớn bỏ đi. Cũng chẳng biết có phải sẽ phát tiết lên người người đẹp kia hay không. Cậu Hạ, cậu thật sự cho công chúa Sama số tiền này sao? Ôn Sĩ Luân không nhịn được phải hỏi một câu. Nói nhảm, anh nghĩ tôi nói đùa sao? Hạ Thiên có chút mất vui. Này, cô ấy nghe không hiểu, anh mau nói với cô ấy một câu. Ôn Sĩ Luân rơi vào đường cùng chỉ còn cách phiên dịch ra, khi nghe được câu nói của hắn thì những người khác chợt ngây người, trong mắt hoàng tử Bai Di cũng có chút kinh ngạc. Đờ mờ đàn ông khác thì dùng ánh mắt quái dị nhìn Hạ Thiên, ai cũng thầm nghĩ tên này là kẻ điên sao. Còn mười mấy người đẹp thì cực kỳ hối tiếc, trong lòng thầm có một ý nghĩ, nếu Hạ Thiên không phải vừa ý công chúa Sama, hắn vừa ý một trong số các nàng thì quá tốt. Công chúa Sama phát ra một tiếng hô vui sướng, sau đó nàng lại đưa môi đến định hôn lên mặt Hạ Thiên, nhưng lần này nàng không thành công. Quá tam ba bận, lần này đến lượt anh hôn em. Hạ Thiên thầm nói một câu. Sau đó hắn trực tiếp hôn lên môi anh đào của công chúa Sama, cuối cùng tất cả mọi người đều dùng ánh mắt ghen ghét căm hận nhìn hai người. Phụ nữ thì hâm mộ công chúa Sama thu được vài trăm triệu đô, bọn họ thầm nghĩ, thì ra công chúa xinh đẹp cũng bị người ta ném tiền bóp vào tay mà thôi. Chương 856, đi chơi một mình. Cặp mắt đẹp của công chúa Sama chợt xoay chuyển, Hạ Thiên đột nhiên tập kích đã nằm ngoài dự đoán của nàng. Phải biết rằng trước đó dù nàng chủ động hôn Hạ Thiên hai lần nhưng đó chỉ là hôn má, bây giờ là hôn môi, là lần đầu tiên trong đời nàng, hương vị của nó là hoàn toàn khác biệt, vì vậy làm nàng đỏ mặt tía tai, cũng không biết phải làm sao. Cũng may Hạ Thiên nhanh chóng buông lỏng công chúa Sama ra, hắn bế nàng lên, đồng thời nói. Chỗ này chẳng có gì gì vui, chúng ta đổi chỗ khác chơi đùa nhé. Công chúa Sama có chút chóng mặt, nàng có chút mơ hồ, gương mặt đỏ hồng, rất kiểu diễm. Ôn Sĩ Luân tiếp tục làm phiên dịch cho Hạ Thiên, nhưng nghe hắn nói như vậy thì hoàng tử Bai Di chợt có phản ứng, người này tranh thủ nói một câu, mà công chúa Sama cũng nói một câu. Cậu Hạ, hoàng tử Bai Di nói bây giờ đã muộn, anh ta và công chúa Sama sẽ phải đi cầu nguyện, vì vậy công chúa Sama sẽ không thể theo cậu ra ngoài chơi được, anh ấy hy vọng cậu đến tìm cô ấy sau hừng đông. Ôn Sĩ Luân nói với Hạ Thiên, nhưng hắn cũng không thật sự tin tưởng lý do này. Hắn cảm thấy hoàng tử Bai Di lo lắng công chúa Sama sẽ bị Hạ Thiên đưa đến một gian phòng nào đó và cho lên thớt, vì
vì vậy mới không muốn cho công chúa đi theo Hạ Thiên mà thôi. Khi thấy Hạ Thiên có chút mất vui thì Ôn Sĩ Luân khuyên một câu. Cậu Hạ, thật ra cậu không cần gấp gáp, thời gian còn dài, tốc độ du thuyền cũng không nhanh, ít nhất cũng phải lênh đênh trên biển một tháng. Có câu nói không nên ăn đậu hũ nóng, công chúa Sama bây giờ rõ ràng có cảm tình với cậu, nếu cậu làm việc quá nhanh, sợ rằng sẽ phản ngược. Nóng vội không cua được gái. Hạ Thiên lười biếng uốn nắn một câu, sau đó hắn ngáp dài. Thật sự là nhàm chán, tôi lại phải đi chơi một mình. Hạ Thiên bây giờ cũng không quá vội vã nhưng lại rất nhàm chán, hắn muốn mang công chúa Sama đi chơi, cũng chẳng phải là lên giường, ra ngoài bong ngắm cảnh cũng tốt. Nếu công chúa Sama không thể đi thì Hạ Thiên cũng nên đi một mình, vì vậy hắn nói xong câu đó và biến mất trước mặt mọi người. Anh ấy đi đâu rồi? Công chúa Sama chợt phát hiện Hạ Thiên biến mất thì không khỏi ngẩn ngơ, nàng dùng giọng lo lắng hỏi. Ôn Sĩ Luân vội vàng giải thích. Cậu ấy cảm thấy nhàm chán nên ra ngoài đi dạo rồi. Ôi trời, quên mất, anh ta tên gì? Công chúa Sama đột nhiên nghĩ ra một vấn đề, nàng vội vàng hỏi thăm Ôn Sĩ Luân. Anh biết không? Cậu ấy tên là... Ôn Sĩ Luân định nói ra tên của Hạ Thiên, nhưng hắn đột nhiên nhớ đến điều gì đó, sau đó hắn nở nụ cười có chút xấu hổ. Thật xin lỗi, công chúa Sama, tôi không biết tên của cậu ta, ngày hôm qua chúng tôi vô tình gặp mặt trên máy bay, cũng quên hỏi thăm tình huống của cậu ấy. Ôn Sĩ Luân dừng lại một chút rồi nói thêm. Nhưng cô yên tâm, cậu ấy nhất định sẽ đến tìm chị. Sama, yên tâm đi, hắn còn ở trên thuyền, sẽ không đi đâu cả, chúng ta trước tiên về phòng khách, em đi nghỉ trước. Hoàng tử Bai Di mở miệng nói. Công chúa Sama khẽ gật đầu, nàng cũng không nói thêm điều gì mà đi theo hoàng tử Bai Di, lúc này Ôn Sĩ Luân cũng khẽ thở ra. Ôn Sĩ Luân là người thông minh, Hạ Thiên cho hắn cảm giác rất thần bí, vừa rồi thiếu chút nữa hắn đã nói ra tên của Hạ Thiên, nhưng hắn đột nhiên nhớ đến sự kiện trên máy bay. Khi đó Hạ Thiên biểu hiện ra năng lực thần kỳ, phát hiện độc dược, tìm được bom, còn có cô vợ xinh đẹp tóc vàng là tiếp viên hàng không, còn tự xưng là cảnh sát. Ôn Sĩ Luân là người từng trải, trực giác nói cho hắn biết nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp kia không phải là cảnh sát tầm thường, có thể là đặc công. Vì ý nghĩ như vậy mà Ôn Sĩ Luân liên tưởng đến vấn đề Hạ Thiên có phải là đặc công hay không. Hạ Thiên ở trên con thuyền này, có phải đang chấp hành nhiệm vụ gì đó? Nếu thật sự là như vậy thì Hạ Thiên rất có thể sẽ không dùng tên thật, nếu bây giờ hắn khai báo ra tên của Hạ Thiên, sợ rằng sẽ làm hại đối phương. Ôn Sĩ Luân dù sao cũng là một kẻ có chút tinh thần yêu nước, hắn cũng không biết Hạ Thiên là tội phạm bị truy nã, chỉ cho rằng Hạ Thiên là đặc công, vì vậy muốn giúp Hạ Thiên che giấu. Có thể nói suy luận của Ôn Sĩ Luân là cơ bản chính xác, với thân phận của Hạ Thiên bây giờ trong ám tổ thì thật sự là một đặc công, nhưng hắn lên du thuyền cũng chẳng vì chấp hành nhiệm vụ, chỉ là muốn về nước mà thôi. Lúc này Hạ Thiên đang đứng trên boong thuyền, vì bây giờ là đêm khuya, bốn phía đều tối đen như mực nên lúc này chẳng còn ai ra ngắm cảnh, không gian rất trống. Nhưng với thị lực của Hạ Thiên thì hắn vẫn có thể thấy được vài phần, trước đây hắn chưa từng được nhìn biển. Biển có vẻ khá đẹp, rất đồ sộ. Hạ Thiên lầm bầm. Không biết thần tiên tỷ tỷ đã được xem qua chưa? Nếu chưa thì sau này mình sẽ đưa chị ấy đi xem. Hạ Thiên nghĩ đến thần tiên tỷ tỷ mà cảm thấy có chút buồn bực, chiếc thuyền này đi trên biển cả tháng, điều này cũng có nghĩa là một tháng sau hắn mới quay về, không biết có kịp thời điểm mua Thanh Phong Sơn hay không. Hạ Thiên lấy điện thoại ra, hắn quyết định điện thoại cho Kiều Tiểu Kiều, nhưng khi lấy ra hắn mới phát hiện trên du thuyền căn bản chả có tín hiệu gì. Con thuyền trời ơi, không có sóng điện thoại. Hạ Thiên bất mãn thầm nói. Du thuyền công chúa Sama xa hoa mà bị Hạ Thiên gọi là trời ơi, điều này cũng có chút vô tội. Thật ra ở trên biển không có tín hiệu điện thoại chỉ là bình thường, nếu ở gần bờ thì có thể còn sóng, nhưng bây giờ đã chạy đi vài giờ, rời xa lục địa, không có tín hiệu là lẽ thường. Hạ Thiên rất khó hiểu, xem ra sau này không nên tùy tiện rời khỏi nhà, bây giờ muốn điện thoại cho vợ cũng không được, đúng là nhàm chán. Thôi thì đi ngủ vậy. Hạ Thiên thì thào nói, hắn ra boong thuyền cũng có nguyên nhân, tuy du thuyền có rất nhiều phòng nhưng chẳng có cái nào thuộc về hắn, vì vậy hắn quyết định ngủ ngoài này. Đúng lúc này cổ tay trái của Hạ Thiên chợt rung lên, hắn lập tức nhớ đến một vấn đề và vui mừng trở lại. Hắn nâng tay trái và phát hiện chiếc đồng hồ điện thoại mà ám tổ cung cấp. Mị Nhi cũng không gạt hắn, dù là nơi nào cũng có thể dùng điện thoại để liên lạc. Tất nhiên người liên lạc với Hạ Thiên thông qua đồng hồ chẳng phải là Mị Nhi,
đó là Mộc Hàm vừa tách ra vài ngày trước. Chương 857, không thể nào thú vị. Vợ, nơi đây quá nhàm chán. Sau khi điện thoại nối thông thì Hạ Thiên bắt đầu phàn nàn. Chồng, trên đó có lẽ rất thú vị. Tôi vừa điều tra về tư liệu chiếc thuyền này, đây là thuyền của Hoàng tử Bai Di vừa mới mua lại, nói là chúc mừng sinh nhật 16 tuổi của em gái, vì vậy chiếc du thuyền mới được gọi là Công chúa Sama. Bên trên du thuyền có rất nhiều phương tiện giải trí, có sòng bạc, căn cứ vào tư liệu điều tra của tôi thì lần này Hoàng tử Bai Di sẽ tổ chức chơi bài, nghe nói thu hút rất nhiều người tham gia, nếu chồng nhàm chán thì vào đó mà chơi. Mộc Hàm nhanh chóng nói, trước đó nàng chưa hiểu rõ tình huống của du thuyền, nhưng bây giờ nàng đã cơ bản điều tra xong. Tôi đã chơi rồi, thắng liên tục, thắng vài tỷ, nhưng cầm tiền mặt không tiện, vì vậy dứt khoát tặng người. Hạ Thiên nói. Mộc Hàm rõ ràng ngẩn ngơ, sau đó mới hỏi. Chồng, cậu tặng tiền cho ai rồi, Isabella sao? Không phải, chị Isabella không có mặt ở đây. Hạ Thiên có chút kỳ quái. Vợ, sao chị lại nghĩ như vậy? Cô ấy không có bên trên sao? Mộc Hàm có chút chần chừ. Tôi nghi ngờ cô ta ở trên thuyền, vì cô ấy rất quen thuộc tình huống, có lẽ đã sớm hiểu rõ. Không biết, tôi cũng không thấy được cô ấy, tôi sẽ đi tìm xem thế nào. Hạ Thiên chợt chấn động, nếu có Isabella trên thuyền, như vậy hắn sẽ không nhàm chán như bây giờ. Đúng rồi, chồng, cậu có quen người nào trên du thuyền sao? Nếu không thì sao cậu có thể tặng cho người khác? Mộc Hàm dùng giọng tò mò hỏi, thật ra nàng hy vọng Hạ Thiên sẽ có người quen trên du thuyền, dù sao khi hắn đi lên du thuyền nàng cũng luôn lo lắng, nếu có người quen thì cũng không còn gì phải lo. À, có một người, là kẻ đã ngồi bên cạnh tôi trên máy bay, nhưng tôi không cho hắn tiền, tôi vừa tìm được một cô vợ, tôi tặng tiền cho cô ấy. Hạ Thiên cũng không giấu Mộc Hàm. Đáng tiếc là cô vợ này nói chuyện chẳng hiểu gì cả, tôi nói cô ấy cũng không hiểu, cũng chẳng thể chơi đùa gì được. Mộc Hàm lại ngẩn ngơ. Chồng, cậu tìm được vợ sao? Tôi nghe nói bên trên có nhiều tiểu thư xinh đẹp được tuyển chọn ra, cậu không phải tìm bọn họ đấy chứ? Bọn họ đề. Mộc Hàm đang định nói đám phụ nữ kia chẳng tốt đẹp gì, nhưng cuối cùng nàng cũng nhịn được và không nói ra. Tôi nào đụng vào đám người ấy, bọn họ đều rất quái dị. Hạ Thiên trả lời. Hoàng tử Bai Di muốn cho tôi chọn một người, tôi không muốn. Vậy cậu tìm nữ du khách sao? Mộc Hàm coi như có chút yên tâm. Cũng không phải, đó là công chúa Sama. Hạ Thiên cuối cùng cũng nói rê. Nhưng tôi thật ra vẫn đang suy xét xem có nên lấy nàng làm vợ hay không, tôi cảm thấy cô ấy không biết nói tiếng Trung, điều này rất phiền phức, nếu học được thì tốt, không thì thôi. Chồng, cậu khôn nói đùa đấy chứ. Mộc Hàm ở bên kia thiếu chút nữa đã choáng váng, tuy nàng biết chồng mình rất lợi hại, nhưng hắn vừa lên du thuyền được vài giờ, đã tán được công chúa Sama rồi sao? Sao phải nói đùa? Hạ Thiên dùng giọng kỳ quái hỏi ngược lại. Vậy công chúa Sama tình nguyện làm vợ cậu sao? Mộc Hàm nhịn không được phải hỏi một câu. Tất nhiên là thật, nhưng tôi còn chưa nghĩ có muốn cô ấy hay không. Cô ấy rất đẹp, trên người có mùi hương dễ chịu, dáng người rất tốt, nhưng nói ra tôi đều nghe không hiểu, không chút thú vị. Hạ Thiên cũng không hài lòng cho lắm. Điều này, chồng, vậy cậu cứ để cho công chúa Sama làm vợ, thật ra học tiếng Trung cũng không thành vấn đề, chậm rãi học là được. Mộc Hàm quyết định tin tưởng vào Hạ Thiên, người chồng không gì không làm được này luôn làm ra những chuyện làm người ta kinh ngạc. Có thể hắn tán đổ công chúa Sama, nhưng hắn lại ghét bỏ cô ta vì hai bên không thể giao tiếp, điều này làm Mộc Hàm dở khóc dở cười. Phải biết rằng công chúa Sama được vinh danh là đẹp nhất thế giới Ả Rập, đám đàn ông muốn được gặp nàng phải nói là xếp thành hàng dài. Được, vậy tôi quyết định lấy cô ấy làm vợ. Hạ Thiên tiếp nhận lời đề nghị của Mộc Hàm. Chủ yếu là hắn rất thích công chúa Sama, hơn nữa ở trên du thuyền quá nhàm chán, có một bà vợ mà hai bên không thể giao tiếp còn đỡ hơn chẳng có gì. Chồng, cậu không có việc gì thì tốt, tôi còn có vài việc cần xử lý, không tiếp tục hàn huyên với cậu. Mộc Hàm đã thật sự yên lòng, chỉ cần xem xét vào tầng quan hệ giữa chồng và công chúa Sama, như vậy sẽ không cần lo có sự việc phát sinh trên du thuyền. Được rồi, tôi điện thoại cho Kiều Tiểu Kiều. Hạ Thiên đồng ý. Mộc Hàm nghe nói như vậy thì mở miệng. Chồng, đồng hồ của chúng ta không thể nào liên hệ với số điện thoại phổ thông, đối phương phải có đồng hồ mới được. Hạ Thiên lập tức buồn bực, đúng là không có biện pháp, vì vậy hắn đành phải để cho Mộc Hàm điện thoại với Kiều Tiểu Kiều,
nhờ Mộc Hàm nói tạm thời hắn còn chưa quay về. Chồng, cậu yên tâm, tôi sẽ điện thoại cho cô ấy. Mộc Hàm đáp ứng cực kỳ sảng khoái. Hai bên lại trò chuyện thêm vài phút, cuối cùng Mộc Hàm vẫn phải cúp điện thoại, mà Hạ Thiên bắt đầu đứng trên bong thuyền nhìn biển rộng. Hắn vốn muốn ngủ nhưng buổi chiều đã ngủ quá lâu, bây giờ không có cảm giác buồn ngủ. Hạ Thiên ngồi một lúc và nhớ Mộc Hàm đã nói Isabella có khả năng đang ở trên chiếc du thuyền này, vì vậy hắn nhảy dựng lên và quyết định đi tìm hiểu. Nếu Isabella ở đây thì hắn thật sự không nhàm chán, dù ngắm biển cũng có thể kéo Isabella theo, hơn nữa nếu có nàng, sợ rằng sẽ có cả vợ sư tỷ xinh đẹp Ngải Vi Nhi. Hạ Thiên nghĩ sự kiện bị lừa ở thủ đô lần trước mà có chút mất hứng, nếu hắn gặp nàng trên du thuyền, hắn nhất định sẽ thực hiện quyết định trước đó của mình. Sẽ trừng phạt nàng, sẽ để nàng 7 ngày không thể rời giường. Du thuyền công chúa Sama là rất lớn, tổng cộng có hơn 1.000 phòng khách, có hơn 3.000 du khách, còn có hơn 1.000 công nhân viên du thuyền. Đối với một người bình thường, muốn tìm một người ở đây là không dễ dàng gì, nhưng Hạ Thiên thì không khó, hắn chạy qua mỗi gian phòng một lần là được, chỉ cần có Isabella ở trên thuyền, hắn sẽ phát hiện ra ngay. Hạ Thiên đang chuẩn bị rời khỏi bong tàu, hắn định hành động ngay lập tức. Nhưng đúng lúc này có một người hiện ra trong tầm mắt của Hạ Thiên, người này cầm súng ngắn, họng súng chĩa vào Hạ Thiên, trong miệng quát một câu. Không được nhúc nhích, cướp đây. Hạ Thiên lập tức di động, hắn lóe người đến bên cạnh tên kia, một đấm phóng ra. Chương 858, tôi quyết định cướp sắc. Đét. Hạ Thiên vỗ vào mông tên cướp, trong miệng còn bất mãn nói. Chị Isabella, cướp chồng cũng không tốt. Tên cướp này chính là Isabella mà Hạ Thiên chuẩn bị đi tìm, không thể không nói nàng xuất hiện rất trùng hợp, coi như giúp đỡ cho các du khách khác, nếu không Hạ Thiên sẽ triển khai một phương án quấy rầy cực kỳ khủng bố. Chồng nhỏ, người ta chỉ muốn cướp sắc mà thôi. Isabella đã sớm thu súng, giọng điệu quyến rũ, lúc này thân thể mềm mại nở nang đã ép lên người Hạ Thiên. Isabella dù là người nước ngoài nhưng thường xuyên đến Trung Quốc, vì vậy đã học xong những chiêu thức cướp sắc. Bàn tay Hạ Thiên vẫn không thu hồi từ trên mông Isabella, tất nhiên hắn cũng không đánh nàng, chỉ là dùng bàn tay để cảm nhận sự co giãn, tay kia cũng thuận lợi trèo đèo lội suối, nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí đỉnh núi. Chị Isabella, trước đó sao chị không nói rõ mình ở trên đây? Hạ Thiên có chút bất mãn. Chồng nhỏ, người ta muốn cho cậu một niềm vui bất ngờ. Isabella nói, nàng đột nhiên rên nhẹ một tiếng. Thì ra Hạ Thiên đang dùng sức thí nghiệm độ co giãn của đỉnh núi, kết quả rất tốt ngoài mong đợi, thậm chí còn tốt hơn cả trước kia. Chị Isabella, vợ sư tỷ xinh đẹp có phải cũng ở đây không? Hạ Thiên nhớ đến điều này, vì vậy nàng hỏi ngay. Thân thể mềm mại của Isabella chợt có hơi cứng nhắc, sau đó nàng khôi phục lại như thường, nàng tiếp tục vặn vẹo thân thể nóng bỏng, tiếp tục ma sát trên người Hạ Thiên. Chồng nhỏ, huấn luyện viên còn chưa tới. Chúng ta không nói đến vấn đề này nữa, đến phòng của tôi được không? Isabella vừa nói dứt lời thì bàn tay nóng hừng hực đang đặt trên mông nàng chợt rời đi, trong lòng nàng sinh ra cảm giác không ổn. Quả nhiên chưa đến một giây sau thì Isabella đã phát hiện mông truyền đến cảm giác nóng bỏng đau đớn, Hạ Thiên đã vỗ tay vào đó, lại trừng phạt nàng. Chị Isabella, lừa chồng sẽ bị đánh đòn. Âm thanh bất mãn của Hạ Thiên truyền vào trong tai Isabella. Isabella ngẩng đầu lên, cặp môi đỏ mọng hé mở, bộ dạng rất hấp dẫn, trên mặt lại có biểu cảm đáng thương. Chồng nhỏ, huấn luyện viên nói cho tôi không được nói chị ấy đang ở đây, người ta sao dám cãi lời huấn luyện viên. Nếu bây giờ chị nói cho tôi biết vợ sư tỷ xinh đẹp đang ở đâu, tôi sẽ không đánh chị. Hạ Thiên mở miệng nói. Isabella có chút chần chừ, cuối cùng nàng quyết định bán rẻ Ngải Vi Nhi. Đúng là không có biện pháp. Chồng nhỏ đã biết huấn luyện viên có mặt trên du thuyền, nếu nàng có giấu hay không cũng vô dụng. Du thuyền này rất lớn, có vài ngàn người, nhưng nếu chồng nàng muốn tìm thì cũng có kết quả. Isabella coi như đã đoán đúng ý nghĩ của Hạ Thiên, nếu nàng không nói thì hắn sẽ đi tìm. Phải biết rằng vừa rồi Hạ Thiên cũng chuẩn bị dùng biện pháp kia để đi tìm Isabella. Chồng nhỏ, cậu có muốn tôi đi tìm huấn luyện viên ngay không? Isabella nhìn không được phải hỏi. Đúng vậy. Tôi muốn cướp sắc. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Hơn 1.000 gian phòng trong du thuyền công chúa Sama được chia làm nhiều cấp bậc khác biệt, có phòng thường, phòng xa hoa. Bây giờ trong một gian phòng xa hoa có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp và cực kỳ khiêu gợi đang nằm trên giường, cô gái này tóc đen mắt đen làm người ta sinh ra cảm giác dã tính.
Lúc này trên tay nàng là một quyển tạp chí, ánh mắt nàng lại không rơi lên quyển tạp chí, có chút lơ lửng, giống như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó. Khi nghe tiếng gõ cửa thì cô gái xinh đẹp nhanh chóng rút dưới gối ra một khẩu súng, sau đó nàng nhảy dựng người đến bên cửa rồi hỏi. Ai? Là em, Isabella. Bên ngoài truyền đến một âm thanh quen thuộc. Cơ thể cô gái xinh đẹp chợt buông lỏng, nàng mở cửa ra, đồng thời mở miệng hỏi. Sao em còn chưa đi ngủ? Nhưng cô gái còn chưa nói dứt lời thì đã khựng lại, vì nàng cảm thấy một vật lạnh buốt trống lên gáy mình, đồng thời có một âm thanh cổ quái truyền vào tai. Không được nhúc nhích, cướp đây. Người phụ nữ xinh đẹp này không phải là ai khác, chính là ám dạ tinh linh Ngải Vi Nhi, trước kia từng là sát thủ xếp hạng 3 thế giới, nhưng sau khi Hắc Ám Vương tử chết đi thì nàng cũng được thăng lên hạng 2. Đồng thời nàng cũng là sát thủ cực kỳ có tiềm lực, có khả năng trèo lên bảo tọa đệ nhất sát thủ thế giới. Ngải Vi Nhi nghe được âm thanh ở bên tai mà cảm thấy rất vớ vẩn, mình đường đường là sát thủ thứ hai thế giới, bây giờ lại bị cướp. Nếu truyền ra ngoài thì nàng còn mặt mũi nữa sao? Nhưng ngay sau đó Ngải Vi Nhi đã cảm thấy có gì đó là lạ, vừa rồi người nói ngoài cửa là Isabella, nàng không nghe lầm, vì vậy nàng mới buông lỏng cảnh giác, vì sao bây giờ có người đến cướp bóc. Ngải Vi Nhi đưa mắt nhìn ra, nàng thấy Isabella vẫn đứng nơi đó, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Quỷ dị chính là Isabella thấy nàng bị cướp nhưng không có ý hỗ trợ, điều này thật sự quá khác thường. Trong đầu Ngải Vi Nhi chợt lóe lên linh quang, nàng lập tức hiểu ra, trên đời này chỉ có một người duy nhất có thể làm cho Isabella nhìn nàng bị cướp, cũng chỉ có hắn mới làm nàng không có năng lực phản kháng. Điên! Ngải Vi Nhi mắng một câu, sau đó nàng quay đầu. Đúng như nàng dự đoán, nàng thấy được Hạ Thiên, người này cầm một khẩu súng chĩa về phía nàng. Vì vậy mà Ngải Vi Nhi nói. Đừng dùng súng chĩa vào tôi. Cướp đây. Hạ Thiên lại không muốn biến thành bình thường, hắn vẫn dùng súng chĩa vào Ngải Vi Nhi. Nghe lời tôi, nếu không tôi nổ súng. Cướp cái đầu cậu. Ngải Vi Nhi tức giận nhìn Hạ Thiên, đầu óc lưu manh này có vấn đề sao? Dám chơi trò cướp bóc với nàng. Vợ sư tỷ xinh đẹp, tôi không cướp đầu chị, tôi muốn cướp quần áo của chị, bít tất, nội y, quần lót. Tóm lại chị phải cởi tất cả ra cho tôi. Hạ Thiên vẫn rất chăm chú. Tôi quyết định cướp sắc. Isabella lúc này đóng cửa lại, nàng thấy tình cảnh như vậy thì không khỏi nói một câu. Chồng, đừng đùa nữa. Chị Isabella, tôi nào nói chơi, tôi thật sự muốn cướp sắc. Hạ Thiên trả lời, hắn nhìn chằm chằm vào Ngải Vi Nhi. Vợ sư tỷ xinh đẹp, tôi nói thật, tôi muốn cướp chị, nếu chị không cởi quần áo, tôi sẽ giúp chị cởi ra. Đến lúc này Ngải Vi Nhi cảm thấy không ổn, lưu manh này thật sự muốn làm thật sao? Chương 859, Ngải Vi Nhi chạy trời không khỏi nắng. Bây giờ cảm giác của Ngải Vi Nhi với Hạ Thiên rất kỳ quái, không thể nghi ngờ nàng chẳng muốn gặp người này, nàng thật sự sợ hãi khi gặp lại hắn. Vì mỗi lần gặp mặt thì tên này luôn có mưu đồ làm loạn với nàng. Nếu nói một cách nghiêm khắc thì nàng cũng không xem Hạ Thiên là kẻ địch, vừa rồi khi nàng bị chĩa súng vào đầu, nàng vốn rất căng thẳng. Nhưng khi phát hiện ra đối phương thì nàng vô thức thở ra một hơi. Vì trong tiềm thức của nàng đã hiểu một chuyện, Hạ Thiên sẽ không thể nào giết mình. Không thể nghi ngờ Ngải Vi Nhi cảm thấy mình đứng trước mặt Hạ Thiên thì không cần phải lo về vấn đề an toàn tính mạng, vì vậy nàng cũng không quan tâm đến lời nói muốn cướp của đối phương, nàng còn cho rằng đối phương chỉ muốn đùa mà thôi. Nhưng bây giờ nàng chợt phát hiện mình đã sai, Hạ Thiên thật sự không nói giỡn với nàng, lưu manh này thật sự muốn cướp nàng. Tất nhiên Hạ Thiên cũng không muốn cướp tiền, mà muốn cướp thân thể của nàng, tên lưu manh mà ngay từ đầu gặp mặt đã có ý với nàng, bây giờ thật sự muốn cướp xác nàng. Ngải Vi Nhi không khỏi nhìn Isabella, nàng không khỏi nhớ đến kinh nghiệm của đối phương. Trước đó Isabella ám sát Hạ Thiên thất bại, sau đó bị Hạ Thiên chiếm hữu. Trước đó nàng đã từng lánh trên giường và đánh lén Hạ Thiên, nhưng sau đó nàng lại bị hắn cởi trần như nhộng, nếu không phải Isabella dùng kế lừa Hạ Thiên. Như vậy chỉ sợ tối đó nàng cũng, xong hàng. Không lâu trước đó nàng đã lén trốn khỏi tay hắn ở thủ đô, nàng nghĩ rằng mình khó thể chạy thoát, thực tế nàng cũng đã sớm hiểu, tên kia thật sự có thể làm được mọi chuyện, hắn nói muốn cướp sắc, sợ rằng có thể cướp được. Ngải Vi Nhi nhìn không gian đen kịt ngoài cửa sổ, nàng biết bên ngoài là biển rộng, điều này làm nàng sinh ra cảm giác chạy trời không khỏi nắng. Trước kia nàng có thể tìm cớ lừa đối phương, nhưng hắn bị gạt vài lần. Lần này muốn lừa là rất khó. Quan trọng là dù có lừa được hắn thì nàng cũng chẳng còn chỗ nào để lẩn trốn,
nàng cũng chẳng thể nhảy vào biển để bỏ chạy, nàng chỉ có thể ở trên thuyền, cuối cùng cũng bị hắn tìm ra. Vợ sư tỷ xinh đẹp, chị thật sự không có chút giác ngộ nào, khi bị cướp thì cần tập trung tinh thần, sao lại nghĩ về vấn đề khác. Âm thanh của Hạ Thiên vang lên, bên trong có chút bất mãn, rõ ràng hắn đã thấy được Ngải Vi Nhi đang suy nghĩ. Isabella cũng cảm thấy đau đầu, lúc này nàng chẳng biết phải làm sao cho tốt. Trước đó khi Hạ Thiên nói đến đây để cướp xác thì nàng cũng chỉ cho rằng chồng mình nói đùa, nhưng bây giờ nàng đã thấy rõ, hắn thật sự không đùa, thật sự muốn cướp xác. Mà huấn luyện viên xinh đẹp khêu gợi của nàng, là ám dạ tinh linh nổi tiếng ám ảnh đoàn đứng trước mặt chồng cũng phải ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn tiếp nhận vận mệnh bị cướp. Ngải Vi Nhi không nói lời nào, trong đầu có hàng loạt ý nghĩ, hy vọng có thể tìm ra kế sách thoát thân. Nhưng cuối cùng nàng phát hiện ra mình khó thể nào chạy thoát. Vợ sư tỷ xinh đẹp, xem ra chỉ muốn tôi giúp cởi quần áo. Hạ Thiên thuận tay ném súng cho Isabella, đó là khẩu súng của nàng. Sau đó Hạ Thiên vươn tay đến trước ngực Ngải Vi Nhi. Chờ chút, Ngải Vi Nhi vội vàng hô lên. Tôi là sư tỷ của cậu, phải không? Đúng vậy. Hạ Thiên gật đầu, hắn tạm thời thu tay về. Nếu đã như vậy, cậu phải nghe lời tôi chứ? Ngải Vi Nhi lại hỏi. Ngải Vi Nhi vốn tưởng sẽ thuyết phục được Hạ Thiên, nhưng hắn lắc đầu. Không được. Vì sao không được? Ngải Vi Nhi cực kỳ tức giận. Chẳng lẽ một sư đệ như cậu không nghe lời sư tỷ sao? Tôi đây còn không cần nghe lời sư phụ, tất nhiên không cần nghe lời sư tỷ. Hạ Thiên vẫn rất hùng hồn. Còn nữa, vợ sư tỷ xinh đẹp, sư phụ có nói, vợ phải nghe chồng, chị phải nghe lời tôi. Chẳng phải cậu vừa nói mình không nghe lời sư phụ sao? Ngải Vi Nhi căm giận nói. Tôi cảm thấy thứ gì nên nghe thì phải nghe. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Ngải Vi Nhi lập tức sinh ra cảm giác tan vỡ, lưu manh chết tiệt này rõ ràng chỉ nói những lời có lợi cho mình, những gì bất lợi với mình thì không nghe lọt tai. Tối nay cậu nhất định không buông tha cho tôi sao? Ngải Vi Nhi trầm mặc một lúc rồi cắn răng nói. Đúng vậy, nếu để vợ sư tỷ xinh đẹp chạy mất, tôi chẳng phải sẽ rất mất mặt sao? Hạ Thiên có chút mất hứng. Chị đã lén chạy đi vài lần, nếu tôi còn cho chị chạy mất, như vậy chị sẽ cho tôi là đứa ngu. Cậu vốn là đứa ngu. Ngải Vi Nhi rất muốn mắng nhưng phải giấu trong lòng, lưu manh này có vẻ dễ lừa gạt, nhưng bây giờ nàng đã hiểu, hắn thật sự không ngu, nếu lần này muốn lừa hắn thì không dễ. Ngải Vi Nhi lại nhìn Isabella, vì những ngày qua Isabella liên tục khuyên nàng, để nàng tiếp nhận lời đề nghị của Hạ Thiên, biến nàng thành sát thủ đệ nhất thế giới. Isabella thường xuyên nói Hạ Thiên y thuật cao, võ công cao, đây là một người chồng đảm bảo cho các sát thủ như nàng. Nếu bị thương thì tìm hắn chữa trị, nếu gặp nguy hiểm thì có thể tìm hắn cứu mạng, nếu một ngày nào đó không thích làm sát thủ cũng có thể đi theo hắn, tóm lại là nhiều chỗ tốt. Nhưng trước nay Ngải Vi Nhi đều không tiếp nhận lời đề nghị của Isabella, dù nàng biết rõ những gì Isabella nói là thật, nhưng nàng không cam lòng khuất phục như vậy. Nhớ ngày đó lần đầu tiên nàng được gặp Hạ Thiên, nàng nhìn hắn với tư thái một người trên cao, nàng bắt hắn phải gia nhập ám ảnh đoàn, nếu không sẽ lấy mạng của hắn. Lúc đó nàng nghĩ rằng tất cả nằm trong tay mình, nàng có thể khống chế sinh tử của Hạ Thiên, quyết định tất cả của hắn. Nhưng Ngải Vi Nhi nhanh chóng biết mình sai rồi, sau này nàng hầu như bị Hạ Thiên nắm trong tay, trước mặt hắn nàng chỉ có một lựa chọn duy nhất là bỏ trốn. Nàng căn bản không có năng lực chiến đấu với hắn, vài lần gặp mặt nàng chỉ bị hắn đánh vào mông, bị hắn ôm, bị sờ, quần áo cũng bị cởi sạch, thứ gì cũng bị hắn nhìn qua và lượt. Trước đó nàng cảm thấy mình rất mạnh. Sau đó nàng phát hiện ra một người đàn ông quá khủng bố, điều này làm nàng sinh ra cảm giác khó chịu. Nếu cậu có thể làm cho tôi ba chuyện, tôi đồng ý làm người phụ nữ của cậu. Ngải Vi Nhi cuối cùng cũng mở miệng, nàng không cam lòng khuất phục, vì vậy nàng phải vùng vẫy. Không có vấn đề. Hạ Thiên lập tức đồng ý, sau đó hắn ôm lấy Ngải Vi Nhi. Ngải Vi Nhi chợt kinh hoàng, nàng vội vàng nói. Tôi còn chưa nói. Chương 860, 7 ngày không xuống giường. Dù là ba chuyện gì cũng chẳng sao, tôi đều làm được. Hạ Thiên dùng một tay nhanh chóng lục lọi trên người Ngải Vi Nhi, hắn bắt đầu giải trừ vũ trang của nàng. Lúc này hắn nhanh chóng tìm được 36 thanh phi đao, hơn nữa còn chưa cần phải cởi quần áo của nàng ra. Ngải Vi Nhi lập tức nôn nóng, nàng còn muốn kéo dài thời gian, nào biết lưu manh kia căn bản không muốn nghe, như vậy tính toán của nàng không phải là thất bại rồi sao?
Ngải Vi Nhi cảm giác được Hạ Thiên bắt đầu cởi quần áo của mình, nàng vội vàng nói. Chờ chút, trước tiên tôi muốn nói rõ với cậu. Vợ sư tỷ xinh đẹp, chị cứ nói đi, tôi nghe. Hạ Thiên thuận miệng nói, động tác tay vẫn không ngừng, cứ như vậy mà lớp áo khoác của Ngải Vi Nhi đã được cởi ra. Chuyện thứ nhất, cậu phải đưa tôi đi tìm Ngải Luân. Ngải Vi Nhi cắn răng nói, nàng nhất định phải tìm cho ra người cha không chịu trách nhiệm kia. À, đơn giản thôi, sau này tôi sẽ đưa chị lên núi, sẽ hội kiến nhị sư phụ. Hạ Thiên nói xong những lời này thì kéo đai lưng của Ngải Vi Nhi. Chuyện thứ hai, cậu phải gia nhập ám ảnh đoàn. Ngải Vi Nhi không muốn tiện nghi cho lưu manh này, nàng phải để hắn bỏ ra một cái giá lớn. Điều này cũng chẳng sao, chỉ cần tôi được làm đoàn trưởng là ok. Hạ Thiên đồng ý, đồng thời cũng cởi bỏ áo lót bó sát người của Ngải Vi Nhi. Điều kiện này cũng được Hạ Thiên đề xuất vào một lần trước đó, nhưng khi đó Ngải Vi Nhi cảm thấy rất khó tưởng, nhưng bây giờ nàng đã cảm thấy yêu cầu của Hạ Thiên rất phù hợp, với năng lực của hắn mà làm đoàn trưởng thì chẳng có gì đáng bàn. Nàng vững tin toàn bộ ám ảnh đoàn không người nào là đối thủ của Hạ Thiên, nàng cũng xác định tất cả ám ảnh đoàn cùng tụ tập lại cũng không đánh lại Hạ Thiên, như vậy rõ ràng có tư cách là đoàn trưởng ám ảnh đoàn. Chuyện thứ ba, cậu đã nói sẽ cải tạo tôi thành đệ nhất sát thủ, cậu nói phải giữ lời. Ngải Vi Nhi không khỏi hít thở dồn dập hẳn lên, động tác của Hạ Thiên vẫn không có dấu hiệu sẽ dừng lại, kế hoạch kiếm chút thời gian của nàng coi như phá sản. Điều này cũng đơn giản, sau khi chúng ta rời khỏi con thuyền này, vợ sư tỷ xinh đẹp sẽ là đệ nhất sát thủ trên thế giới. Hạ Thiên nói xong thì Ngải Vi Nhi chợt cảm thấy ngực buông lỏng, phần quần áo trói buộc hai quả cầu đồ sộ của nàng cũng rời khỏi cơ thể, hai ngọn núi run rẩy xuất hiện trong không khí. Tuy cảm thấy cơ hội xa vời nhưng Ngải Vi Nhi không khỏi nói một câu. Không được, bây giờ cậu không được đụng vào tôi, cậu phải làm ba chuyện kia đã, tôi mới cho cậu. Ngải Vi Nhi còn chưa nói dứt lời thì đã cảm thấy bên dưới mát lạnh, nàng cuối cùng cũng chẳng còn gì che giấu, mà Hạ Thiên thì tiếp tục nói. Vợ sư tỷ xinh đẹp, chị muốn gạt tôi, tất nhiên tôi sẽ không rút lui. Nhị sư phụ có nói, vợ thích chạy trốn là vợ nhất định không cho bước xuống giường. Hạ Thiên nói xong thì cúi đầu ngậm lấy nụ hoa nở rộ trước ngực Ngải Vi Nhi, lúc này vì bị kích thích mà nàng cũng run lên nhẹ nhẹ, một cảm giác khác thường lan tỏa khắp toàn thân. Trong lòng nàng đang mắng chửi một người, đó không phải là Hạ Thiên, đó là cha nàng. Ngải Luân khốn kiếp, dạy đồ đệ thế nào, bây giờ đồ đệ hại lại con của ông. Isabella vốn đang đứng ở cửa cũng phải đóng cửa lại, nàng đứng bên ngoài một lúc lâu, cuối cùng mới khẽ đi vào một gian phòng xa hoa khác. Nàng và Ngải Vi Nhi không ở cùng một chỗ, tối nay nàng cũng không có ý định gia nhập, vì nàng thấy đêm đầu tiên nên để huấn luyện viên một mình. Sở dĩ Isabella đứng bên ngoài một lúc vì có chút lo lắng, nhưng khi nàng nghe thấy một tiếng hô nhỏ yêu kiều vang lên từ bên trong thì cuối cùng cũng yên lòng, nàng vững tin chồng nhỏ sẽ hoàn toàn chinh phục huấn luyện viên. Tối hôm nay Isabella không ngủ quá yên ổn, vì vậy sáng hôm sau nàng rời khỏi giường đến trước cửa phòng Ngải Vi Nhi. Khi chuẩn bị gõ cửa thì phát hiện bên trong vang lên những âm thanh rền rĩ cao vút. Vì vậy mà nàng không khỏi ngẩn ngơ, thì ra huấn luyện viên lên giường cũng mãnh liệt như vậy. Isabella cuối cùng cũng không gõ cửa, nàng về phòng mình. Đến lúc chạng vạng tối nàng lại đến một lần nữa, nàng dán tai lên cửa nghe ngóng, nàng nghe động tĩnh bên trong thì lại lặng lẽ bỏ đi. Đến sáng ngày thứ ba, khi Isabella đến trước cửa phòng Ngải Vi Nhi thì không khỏi lẩm bẩm. Đúng là không hổ danh huấn luyện viên, còn mạnh hơn cả mình. Sau đó sáng ngày thứ tư, Isabella lại đến trước cửa phòng Ngải Vi Nhi. Lúc này nàng không nghe thấy động tĩnh gì, vì vậy mà trong lòng có chút lo lắng, chồng nhỏ và huấn luyện viên vì chinh chiến quá độ mà xảy ra vấn đề rồi sao? Isabella cuối cùng cũng đưa tay gõ cửa, một phút sau bên trong truyền ra âm thanh lười biếng của Ngải Vi Nhi. Ai vậy? Là em. Isabella vội vàng lên tiếng. Nàng cũng khẽ thở ra, thì ra không có việc gì. Em trước tiên. Ngải Vi Nhi vừa nói ra hai chữ thì đột nhiên rên lên một tiếng yêu kiều, sau đó nàng không còn nói gì nữa, mà Isabella ở bên ngoài cũng nghe thấy những âm thanh làm lòng người bùng lửa. Đúng là hai siêu nhân. Isabella thì thào nói, sau đó nàng bỏ đi. Bây giờ nàng đã quyết định, trước khi hai người kia rời khỏi phòng, nàng sẽ không đến tìm. Chiếc du thuyền công chúa Sama đã đi trên biển liên tục 7-8 đêm, thời gian đó du thuyền rất bình thường, hoàng tử Baiji vẫn ở trong phòng chơi bài, nhưng người đến đánh bài luôn thay đổi. Tuy du thuyền công chúa Sama rất bình thường nhưng chính Sama lại khá lo nghĩ,
vì người đàn ông thần bí làm nàng cảm thấy hứng thú chợt biến mất. Người đàn ông thần bí này có vận may đánh bài cực kỳ nghịch thiên, thắng một lượt vài trăm triệu đô, sau đó tặng tất cả cho nàng, còn cướp đi nụ hôn đầu đời của nàng, cuối cùng hắn lại biến mất không chút tăm hơi, dù nàng cố ý điều tra danh sách du khách, xem qua ảnh cũng không tìm được hắn. Hoàng tử Bai Di vì sự kiện này mà có chút phiền não, em gái bảo bối một ngày hầu như hỏi hắn vài lượt, có phải hắn đã lén ném người đàn ông kia vào biển cho cá ăn rồi không? Chỉ có trời mới biết hoàng tử Bai Di có xúc động này nhưng thật sự không dám làm. Công chúa Sama mà hoàng tử Bai Di rõ ràng không ngờ trong 7-8 ngày vừa qua hầu như Hạ Thiên chỉ ở một chỗ, tất nhiên bọn họ sẽ không tìm ra được hắn. Tất nhiên bọn họ cũng không biết mình vội vàng tìm Hạ Thiên, nhưng cũng có người muốn Hạ Thiên bỏ đi, vì nàng thật sự không thể nào chịu nổi. Này, cuối cùng có dừng lại chưa? Đã là ngày thứ 8 rồi. Ngải Vi Nhi lúc này nằm trên giường dùng ánh mắt có chút tức giận nhìn Hạ Thiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 860.